Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 147. Chương 1461, Huyền Hoàng Tác Thiết Phiến. Hơn nữa, thiên pháp giới bị hủy diệt đã là chuyện từ rất lâu trước đây. Ngay cả ta, ký ức về nó cũng đã trở nên có chút mơ hồ. Người trước mắt này, vậy mà có thể khôi phục lại. Còn trực tiếp nói rõ, đây là vì ta mà tạo ra. Đây là có thể sở hữu năng lực nhìn thấu lòng người ư. Thủ đoạn của chân tiên, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, trong đầu Thiên Y hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng, tất cả đều biến thành một nụ cười khổ, tiền bối, hà tất phải đùa. Tuy nhiên, đối diện dường như thực sự có thể nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Y, trực tiếp hơi đưa tay ra, cắt ngang lời nói của Thiên Y, bản tôn trêu chọc các ngươi, hẳn là vinh hạnh của các ngươi. Nhưng mà, nếu ngươi không thích, vậy thì hủy diệt là được. Thiên Y nhìn thấy, trên khuôn mặt của chân tiên trẻ tuổi, nụ cười vốn có lúc không, trong nháy mắt thu lại. Ánh mắt trở nên vô cùng hờ hững. Đó là sự thờ ơ thực sự, coi vạn vật như kiến hôi. Thậm chí, so với chính thái độ của Thiên Y khi đối mặt với chúng sinh huyền hoàng giới, còn lạnh nhạt gấp mấy lần. Trước đó khi nói cười, cảm giác thân thiết vốn không tồn tại giữa hai người, cũng theo đó mà biến mất. Thiên Y chỉ có thể giống như nhìn thấy, một khe nứt không thấy đáy, đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Chân tiên trẻ tuổi ở bên kia khe nứt, mặt đất dưới thân không ngừng bốc lên, cuối cùng cao ngất tận mây xanh. Chân tiên trẻ tuổi, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Thiên Y, giống như bị mãnh thú hoang cổ đại nhắm vào, trái tim của Thiên Y đột nhiên nhảy lên. Sau đó, hắn càng nhìn thấy, chân tiên trẻ tuổi vung tay, quê hương mà hắn luôn nhớ nhung trước mặt mình, thiên pháp giới, trong nháy mắt, từng tấc hóa thành cho bụi. Cho dù trong lòng biết, thiên pháp giới trước mắt là giả. Cho dù biết, mình đang đối mặt với chân tiên. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, thiên pháp giới một lần nữa bị hủy diệt trước mặt mình, Thiên Y cũng không khỏi nảy sinh ý nghĩ, muốn liều chết chiến đấu với chân tiên trẻ tuổi cao cao tại thượng kia. Nhưng dù sao cũng chỉ là sự bốc đồng nhất thời sinh ra. Hơn nữa, dường như lại nhận ra được nội dung trong đầu Thiên Y. Trong hư không sau khi thiên pháp giới bị hủy diệt, cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi, rõ ràng là huyền hoàng giới hiện tại. Chỉ là không giống với cảnh tượng trong thiên pháp giới, bên trong huyền hoàng giới, vô số bóng người tụ tập. Họ giống như sinh linh thực sự, tu luyện, sinh sống trong thế giới. Chân tiên trẻ tuổi lại một lần nữa nở nụ cười, trong mắt Thiên Y, khoảng cách giữa mình và chân tiên cũng trong nháy mắt biến mất. Vừa đi trên mặt đất huyền hoàng giới, vừa nói chuyện với Thiên Y bị ép phải đi theo sau hắn, ban đầu, ngươi không có tư cách đối thoại với ta. Ta cũng sẽ không có hứng thú, giao lưu với bất kỳ người phàm nào. Cho dù ngươi đã đứng trên đỉnh hạ giới, chỉ cần không bước ra bước đó thì vẫn như vậy. Sắc mặt Thiên Y hơi thay đổi, há miệng, dường như muốn biện giải. Nhưng cuối cùng, chỉ nói đầy bất lực, điểm này, vãn bối tự biết. Chân tiên trẻ tuổi gật đầu. Dường như rất hài lòng với phản ứng của Thiên Y. Sau đó khẽ thở dài, đầy cảm khái lặp lại một lần nữa, ban đầu. Nhưng mà, đại kiếp năm đó, chân tiên tử trận, thực sự quá nhiều. Toàn bộ thế gian, còn lại bao nhiêu người sống sót. Thực sự quá điều hưu, không tốt, không tốt. Lý Phàm lắc đầu thở dài. Cho nên, đối với những người như các ngươi, có cơ hội trở thành đồng loại của ta, ta sẽ hơi thay đổi thái độ của mình. Thậm chí, sẽ giúp các ngươi một tay, phá vỡ xiềng xích giữa tiên và phàm, cũng không chừng. Lý Phàm vừa dứt lời, Thiên Y nghe vậy, trong lòng lại một lần nữa chấn động không thôi. Còn chưa kịp để hắn suy nghĩ, lời nói này của chân tiên trẻ tuổi đối diện, rốt cuộc là nghiêm túc hay chỉ là trêu chọc nhất thời. Lý Phàm lại chỉ vào huyền hoàng giới do tiên trận tạo ra, thản nhiên nói, thủ đoạn của ngươi trong phàm tục cũng coi như tinh xảo. Nhưng theo ta thấy, thực sự buồn cười, công sức mấy ngàn năm, nếu như bỏ vào tu hành của bản thân, nói không chừng đã sớm đăng lâm tiên cảnh. Một sớm thành tiên, còn lo lắng chuyện gì không thành. Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của chân tiên trẻ tuổi, Thiên Y muốn nói lại thôi. Nhưng lại nghĩ đến tu vi của chân tiên đối diện,
lời nói gì cũng đều nuốt trở vào. Chân tiên trẻ tuổi, lại không định, trong vấn đề này, dễ dàng bỏ qua hắn như vậy. Chỉ thấy Lý Phàm thần sắc khó hiểu, giọng điệu mê ly, chậm rãi nói, chết đi sống lại, lại sao có thể là chuyện bất tiện như vậy. Thậm chí vô chung sinh hữu, cũng chỉ trong một ý niệm. Áo trắng phất phơ, Lý Phàm như ma quỷ xuất hiện trước mặt Thiên Y, duỗi tay phải ra, hư ấn lên đỉnh đầu đầy tóc bạc của Thiên Y. Ầm. Trước mắt Thiên Y, huyền hoàng giới sống động như thật liền ngưng kết lại. Khẽ dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền biến thành một viên băng tinh lớn bằng bàn tay. Giống như lại một lần nữa trở về hư không tinh hải, xung quanh lại biến thành bóng tối vô tận. Thiên Y chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào tinh thể huyền hoàng trước mặt, ngây người ra. Hắn run rẩy, đưa tay nhặt lấy tinh thể huyền hoàng. Nó chỉ bằng một tấc vuông nhưng lại giống như thực sự chứa đựng một thế giới hoàn chỉnh. Chạm vào viên tinh thể thần thánh này, trong lòng Thiên Y mơ hồ sinh ra dự cảm. Không cần mượn nhờ huyền hoàng giới trong hiện thực, cho dù chỉ dựa vào viên tinh thể chứa đựng một thế giới trước mắt này, thiên pháp giới cũng có thể sống lại. Thủ đoạn này, trong đầu Thiên Y, hỗn loạn một mảnh. Giọng nói của Lý Phàm lại một lần nữa vang lên bên tai hắn. Tâm tính của chân tiên, mỗi người một khác. Người trông coi bên ngoài huyền hoàng giới hiện tại. Ha ha, sẽ không giống ta hiền lành như vậy. Trong mắt nàng, cho dù trên thế gian chỉ còn lại một mình nàng, cũng là chuyện không sao cả. Thiên Y nhớ lại, chân tiên trong tiên khư kia không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh tinh hải hạ giới. Trong lúc ngộ đạo đã muốn diệt tuyệt tinh hải, không khỏi mơ hồ đồng ý với cách nói của Lý Phàm. Cho nên, muốn thực sự cứu lấy quê hương của mình, vậy thì hãy đi thành tựu chân tiên đi. Viên tinh thể thế giới này coi như là quà tặng cho ngươi. Giọng nói của Lý Phàm dần dần bình tức. Cảnh tượng trước mắt Thiên Y sau một trận vặn vẹo lại trở về bức tường thành tàn giới liên miên. Chân tiên trẻ tuổi đã sớm biến mất không thấy. Chỉ có viên tinh thể huyền hoàng giới đang cầm trong tay mới nhắc nhở Thiên Y mọi chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác của mình. Thiên Y lại một lần nữa xem xét viên huyền hoàng giới thu nhỏ trong tay. Dường như nó đã khôi phục hoạt động. Chúng sinh trong giới vẫn vô tri vô giác tiếp tục sinh sống. Thậm chí đối với hàng chữ lớn đang lơ lửng trên bầu trời, cũng không nhìn thấy. Đúng rồi, sự kiên nhẫn của ta không được tốt lắm. Thời hạn ngàn ngày. Nếu đến lúc đó, ngươi vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Ha ha ha. Tiếng cười lạnh lẽo vô cùng của chân tiên trẻ tuổi vang vọng trong lòng Thiên Y. Khí tức của Thiên Y đột nhiên nghẹn lại. Giống như lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của chân tiên trẻ tuổi. Siết chặt viên tinh thể huyền hoàng giới, Thiên Y nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên bầu trời, cảm thấy nặng nề chưa từng có. Từ sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Thiên Y đã hiểu sâu sắc sự thất thường của chân tiên trẻ tuổi này, cũng như đủ loại thủ đoạn thần bí khó lường. Không nói đến tiên trận đột nhiên giam giữ mình, hoàn toàn không tìm ra được sơ hở. Chỉ riêng một tay này, tạo ra toàn bộ huyền hoàng giới từ hư không, sau đó lại dùng kết tinh để thể hiện. Đều là những điều mà Thiên Y hiện tại không thể tưởng tượng được. Ngàn ngày, đăng lâm chân tiên, Thiên Y nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Có lẽ, hy vọng duy nhất chính là bức tường vô hình kia. Thiên Y không khỏi nhìn về một nơi hư vô không xa. Trong những năm tháng dài trước đây, dưới sự cảm ngộ kiên trì không ngừng của hắn, khoảng cách để thực sự lĩnh ngộ bí mật của bức tường đã không còn bao xa. Chỉ là trong bóng tối có cảnh báo không rõ và để hồi sinh thiên pháp giới, Thiên Y đã không dồn toàn bộ tinh lực vào việc cảm ngộ bức tường. Nhưng bây giờ xem ra, dường như mình không còn lựa chọn nào khác. Khi Thiên Y đang do dự, bản tôn Lý Phàm đã đến trước mặt truyền pháp Thiên Tôn. Nhìn thấy ngay cả trong ảo trận cấp tiên hoàn chỉnh, vẫn có thể nhanh chóng nhận ra sơ hở trong đó, đang không ngừng tìm kiếm con đường phá giải truyền pháp, Lý Phàm không khỏi hơi nhíu mày. Quả nhiên là thiên ma, khả năng chống đỡ ảo trận còn cao hơn Thiên Y. Bên phía Thiên Y, đương nhiên là Lý Phàm tự động gỡ bỏ phong tỏa của tiên trận. Việc chỉ chơi đùa với thái thượng tinh hải này không có nhiều ý nghĩa thực tế. Để hắn phát huy giá trị vốn có mới là điều mà Lý Phàm muốn thấy nhất. Mà mọi chuyện cũng đúng như Lý Phàm dự đoán, dưới sự răn đe của tiên trận và viên tinh thể huyền hoàng giới hoàn chỉnh, Thiên Y tạm thời bị che mắt. Tiên trận đương nhiên là do tiên liệt giải ly điệp sáng tạo, còn viên tinh thể huyền hoàng giới kia thì là kiếp trước, khi huyền hoàng giới thăng hoa thành tiên vực, lực phản hồi bùng nổ trong nháy mắt trong đan điền của Lý Phàm do tọa thiên quyết tạo ra.
lực phản hồi vô cùng to lớn trong quá trình đăng lâm đã tương đương với tổng năng lượng của huyền hoàng giới trong trạng thái giới hạn thăng hoa gấp hàng chục lần. Mà sau khi huyền hoàng giới hoàn toàn thăng cấp thành tiên vực, trong đan điền của Lý Phàm hiện tại có những đám mây huyền hoàng không ngừng nhấp nháy, giống như hình ảnh không ngừng nhấp nháy trên đồng tiền tiên giới. Trong sương mù, ánh sáng và bóng tối thay đổi, mỗi khoảnh khắc dường như đều sinh ra một huyền hoàng giới. Tất nhiên, Lý Phàm biết rằng đây hẳn là ảo giác của mình. Sở dĩ sương mù huyền hoàng không ngừng nhấp nháy như đèn kéo quân là vì tổng số lượng lực phản hồi thực sự quá lớn, sắp xếp theo thứ tự, từ tĩnh đến động. Tuy số lượng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt đến phạm vi vô hạn. Theo ước tính của chính Lý Phàm, năng lượng tập hợp trong đan điền của mình hiện tại đạt khoảng 10 vạn lần tổng năng lượng của huyền hoàng giới trong trạng thái bình thường. Đây là một sức mạnh to lớn mà ngay cả Lý Phàm cũng cảm thấy hoàn toàn không thể tin được. Thậm chí, lúc đầu còn có một khoảnh khắc tưởng tượng khủng khiếp rằng sương mù huyền hoàng này sẽ bùng nổ trong cơ thể mình. Nhưng sau cú sốc ban đầu, Lý Phàm phát hiện ra rằng thực ra điều này không khác gì sức mạnh vô hạn của tinh hải. Thậm chí còn kém hơn một bậc. Sự biến đổi về lượng không thể tích tụ, biến thành sự biến đổi về chất. Dần dần, Lý Phàm cũng không còn quan tâm nữa. Tách ra một lát cắt, biến thành tinh thể huyền hoàng giới, tặng cho Thiên Y như một món quà nhỏ. Đối với Lý Phàm, ngay cả việc giơ tay cũng không đáng kể. Hơn nữa, để luôn duy trì sự kiểm soát đối với Thiên Y, trong lát cắt huyền hoàng này còn ẩn chứa một luồng sức mạnh tàn dư của tiên trận. Có thể bùng nổ trở lại bất cứ lúc nào, giam giữ Thiên Y. Suy nghĩ rời khỏi Thiên Y, trở lại truyền pháp thiên tôn trong trận pháp, Lý Phàm không tùy ý như đối xử với Thiên Y. Bởi vì từ những dấu hiệu của luân hồi trong quá khứ, truyền pháp thiên tôn rất có thể là kiếp sau của Huyền Thiên Vương, sau đó bị thiên ma đoạt xá khống chế. Thiên ma vốn là vật kỳ lạ đoạt tạo hóa của trời đất. Ma đạo trong lòng, dung hợp với thiên đạo thế giới. Ngay cả ở tu tiên giới thời thượng cổ cũng là vật cực kỳ hiếm thấy, thậm chí Huyền Thiên Vương. Lý Phàm cũng là một bán tiên, càng có thể hiểu sâu sắc sức mạnh của tiên, do đó càng phải cẩn thận hơn. Cuối kiếp trước, khi huyền hoàng giới thành công thăng cấp thành tiên vực, biểu hiện kỳ lạ của truyền pháp thiên tôn vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Lý Phàm sao có thể coi thường? Đây cũng là lý do tại sao bên phía Thiên Y chỉ là tiên trận phân hóa ra một bóng ảo. Còn bên truyền pháp lại là bản tôn Lý Phàm đích thân chấn giữ. Lý Phàm vẻ mặt nghiêm trang, đối với trường hợp đặc biệt của truyền pháp thiên tôn, tiên liệt giải ly điệp cũng điều chỉnh dần dần tiên trận. Lúc này, thế giới trong mắt truyền pháp chia thành hai nửa trái phải. Bên trái là huyền hoàng giới mà hắn vô cùng quen thuộc. Bên phải là quê hương của một số tôn giả truyền pháp thiên y, thiên tuyệt. Thế giới trái phải, như đèn trong gió, không ngừng nhấp nháy, thay đổi vị trí. Dần dần, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của truyền pháp thiên tôn bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Giống như có thứ gì đó muốn thoát khỏi sự trói buộc trong cơ thể hắn. Nhưng sức mạnh phân liệt này dường như vẫn chưa đủ mạnh, cuối cùng lại co lại. Lý Phàm thấy vậy, lại thúc giục tiên trận, tăng tốc độ chuyển đổi giữa hai thế giới. Bản thân thì bắn ra từng sợi kim tuyến, lặng lẽ đâm vào cơ thể truyền pháp. Trước đây, Lý Phàm đã từng thấy thủ đoạn khống chế truyền pháp của Thiên Y. Với tầm nhìn hiện tại của hắn, muốn phản lại, phá giải phương pháp khống chế. Không khó, chỉ cần thử đi thử lại nhiều lần là được. Dù sao có tiên liệt giải ly điệp chấn giữ, cũng không sợ truyền pháp trốn thoát. Trước mắt là thế giới kép biến động, cùng với sự kích thích của những sợi kim tuyến liên tục tập kích, truyền pháp phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời. Nhưng thực sự giống như chim trong lồng, dù có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thay đổi được số phận của mình. Tìm thấy rồi. Một lúc lâu sau, mắt Lý Phàm sáng lên, hơi dùng sức, kéo sợi kim tuyến. Đầu bên kia sợi kim tuyến nối liền, một thân hình trong suốt từ từ bị kéo ra. Khoảnh khắc bóng hình trong suốt xuất hiện, thân xác truyền pháp như mất đi xương sống. Ngay lập tức ngã gục xuống đất, còn rời khỏi cơ thể truyền pháp, thiên ma trong truyền thuyết cũng trở nên bình tĩnh. Lặng lẽ lơ lửng trên không trung, dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là trạng thái bản thân thiên ma, khả năng kháng cự ảo trận còn mạnh hơn cả thời kỳ nhập thể. Giải ly điệp vận hành cực nhanh, đang phân tích sơ hở của thiên ma. Dù kỳ lạ đến đâu thì cũng chỉ là phàm vật. Khoảng cách để hắn bị công phá cũng không còn lâu nữa. Lý Phàm thì trước tiên kiểm tra thân thể truyền pháp, có ý thức tự chủ của riêng mình.
chỉ là bị thiên ma áp chế quá lâu, đã yếu ớt đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Để ta nhân lúc hắn yếu ớt, xem xét cho rõ. Xem huyền hoàng giới, vị truyền pháp thiên tôn ngang ngược mấy nghìn năm này thực sự là ai. Mang theo chút hy vọng, Lý Phàm điều khiển ảo trận. Cảnh tượng trong trận pháp, theo ký ức của truyền pháp, bắt đầu tự biến đổi. Trên đồng bằng rộng lớn, khói bếp lượn lờ. Cầu đản, về nhà ăn cơm. Chương 1462, trung giải truyền pháp mê. Cậu bé gầy gò, trông chỉ khoảng 7-8 tuổi. Đang nằm trên mái nhà tranh, nằm ngửa nhìn trời. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu bé định đứng dậy nhưng không cẩn thận, thân hình không vững, ngã thẳng từ trên mái nhà xuống. May mắn thay, cậu bé rơi trúng đống cỏ khô bên dưới nên không bị thương. Cậu đản dường như đã quen với việc này, cậu bé vỗ vỗ người, chỉnh lại quần áo, chạy một mạch về nhà. Trên bàn ăn, mẹ vừa gắp thức ăn cho cậu đản vừa mắng, lại đi chơi ở đầu làng đông à. Đã bảo ngươi tránh xa cái tên điên đó ra cơ mà. Cậu đản vừa ăn ngấu nghiến vừa nói không để ý, ta thấy chú điên cũng tốt mà, chẳng đáng sợ như mọi người nói đâu. Người cha của cậu đản vốn ít nói, từ khi bắt đầu ăn cơm đến giờ vẫn chưa nói một lời, nghe cậu đản nói vậy thì trực tiếp buông đũa, tát một cái vào đầu cậu đản. Ngươi biết cái gì? Trong làng có bao nhiêu người không tin ta, kết cục cuối cùng của họ thế nào ngươi có biết không? Bảo ngươi tránh xa hắn ra thì tránh xa hắn ra. Dưới nắm đấm sắt cẩu đản không dám cãi lại, nhưng trong lòng vẫn không phục, chỉ cúi đầu ăn cơm. Sau đó, tuy trên mặt cẩu đản không còn đến nhà chú điên nữa nhưng hễ có cơ hội, cẩu đản lại lén mang theo chút đồ ăn ngon đến thăm chú điên. Chú điên là cách gọi riêng của cẩu đản, người trong làng đều gọi thẳng là thằng điên. Cũng là một thành viên trong làng, từ nhỏ đã mất cha mẹ, ăn nhờ chăm nhà lớn lên. Lúc nhỏ còn bình thường, nhưng khi dần bước vào tuổi trung niên, hắn trở nên có chút điên điên khùng khùng, miệng thường lẩm bẩm những lời kỳ lạ. Kiểu như ta thấy được rất nhiều chính mình, ta căn bản không phải là ta. Thậm chí có lúc chỉ vào một người nào đó trong làng, vẻ mặt hoảng sợ hét lớn, không phải ngươi đã chết rồi à. Mà những người dân làng bị hắn nguyền rủa, 18-9-10 đều đột nhiên chết thảm không lâu sau đó. Trên đời này, thần tiên đích thực tồn tại. Dân làng tin chắc rằng thằng điên nhất định có liên quan đến những thế lực thần bí huyền diệu đó. Để tránh rước họa vào thân, dân làng quyết định liên hợp lại, trục xuất thằng điên. Nhưng trong làng dường như có chuyện gì đó mà hắn vô cùng để tâm. Cảm nhận được sự ác ý của dân làng, thằng điên đột nhiên nổi điên làm hại người. Hôm đó cụ thể chết bao nhiêu người, cẩu đản không rõ. Chỉ là từ đó về sau, dân làng đều lựa chọn tránh xa thằng điên, kính nhi viễn chi. Cũng chỉ có những đứa trẻ mới sinh như cẩu đản mới dám đến gần thằng điên. Thằng điên quanh năm ở trong căn nhà cũ nát do tổ tiên để lại. Không thấy ánh sáng mặt trời, tối tăm vô cùng. Co ro trong góc, miệng không ngừng lẩm bẩm lặp lại điều gì đó. Lúc đầu, cẩu đản cũng là khi chơi trốn tìm với bạn, vô tình lạc vào. Còn bị bầu không khí âm u đáng sợ trong nhà dọa cho một phen hú vía. Nhưng khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong miệng thằng điên, tuy không hiểu những âm tiết đó có ý nghĩa gì, nhưng cẩu đản lại không tự chủ được bị hấp dẫn sâu sắc. Cho đến khi tiếng gọi của bạn bè bên ngoài liên tục vang lên, cẩu đản mới lưu luyến rời đi. Từ đó về sau, mỗi khi cẩu đản tinh thần hoảng hốt, bên tai lại vang lên tiếng lẩm bẩm của thằng điên. Cuối cùng, một ngày nọ, cẩu đản không thể kiềm chế sự cám dỗ trong lòng. Một lần nữa đến căn nhà đen nhỏ của thằng điên, còn lịch sự mang theo một con vịt quay. Có vẻ như mùi thơm của thức ăn đã đánh thức tạm thời thần trí của thằng điên. Thằng điên ngừng lẩm bẩm, không khách sáo cướp lấy con vịt quay, ngấu nghiến ăn. Sau khi ăn no nê, thằng điên trong thời kỳ tỉnh táo chỉ cảnh cáo cẩu đản tránh xa hắn. Bị lừa mất một con vịt quay, cẩu đản sao chịu bỏ qua, đương nhiên không muốn rời đi. Thậm chí còn hỏi thằng điên về những câu hắn vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng. Thằng điên lúc đầu im lặng không nói. Sau đó lục lọi trong căn nhà đổ nát, tìm ra một đống thẻ bài gỗ, nói rằng đây đều là bài vị của tổ tiên. Hắn cũng không biết lúc phát điên mình nói những gì. Chỉ là, căn bệnh kỳ lạ này đã đi theo tộc hiên viên của bọn họ từ thời xa xưa. May mắn thay, trong một thế hệ chỉ có một người mắc phải căn bệnh lạ này. Theo thời gian, tộc hiên viên dần phát triển, không còn nhiều người tộc nhân nhớ đến căn bệnh di truyền này. Lời nguyền này, đến đây là chấm dứt.
thằng điên sắp xếp lại các bài vị theo thứ tự trên mặt đất. Đến lượt mình, hắn chỉ đặt một tấm thẻ gỗ trống. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của cầu đản, tất cả các bài vị tự bốc cháy trong căn nhà gỗ chật hẹp, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cầu đản lại hỏi về cái chết kỳ lạ của dân làng. Chú điên nở nụ cười trắng bệch, cái chết đã định sẵn, liên quan gì đến ta? Gà trống gáy, thiên hạ sáng, chẳng lẽ mặt trời trên trời thật sự do gà gáy ra sao? Cầu đản, ngươi phải biết rằng tất cả mọi chuyện trên đời này đều đã xảy ra vô số lần. Bây giờ chỉ là một lần diễn tập lại mà thôi. Ví dụ như ngươi, chú điên nhìn chằm chằm cầu đản, sau đó trên mặt từ từ lộ ra vẻ kinh hoàng vô cùng. Sau nỗi sợ hãi, hắn lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Trước khi hoàn toàn mất lý trí, hắn tiện tay ném cầu đản ra khỏi cửa. Từ ngày đó trở đi, cầu đản mơ hồ tin rằng chú điên này nhất định ẩn giấu một bí mật lớn. Tuy cầu đản còn nhỏ, không thể hiểu được lời của chú điên, nhưng cậu bé tin chắc rằng bí mật trên người chú điên rất có thể liên quan đến tiên nhân trong truyền thuyết. Vì vậy, cầu đản đã tìm mọi cách từ miệng hỏi được tên thật của người chú điên cha mình. Hiên Viên Thánh. Tuy dân làng đều họ Hiên Viên nhưng cầu đản vẫn cảm thấy tên của chú điên đặc biệt hay. Những ngày sau đó, bệnh điên của chú điên ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí cầu đản mang thức ăn đến an ủi cũng không còn tác dụng. Cầu đản chỉ có thể trèo lên mái nhà của chú điên, nhắm mắt lắng nghe giọng nói ngày càng kỳ quái của chú điên bên dưới. Mỗi lần nghe chú điên nói những lời lẽ mà người ngoài nghe vào đều thấy rợn người, cầu đản đều ngủ rất ngon. Những ngày như vậy vẫn tiếp tục cho đến năm cầu đản 9 tuổi. Một đêm nọ, trong làng đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Dân làng tỉnh giấc, phát hiện tiếng nổ phát ra từ nhà của Hiên Viên Thánh. Đến khi mọi người chạy đến thì mới phát hiện nơi đó không hiểu sao đã bị san bằng. Cái chết của chú điên không gây ra nhiều sóng gió. Đối với hầu hết tộc nhân Hiên Viên, sự biến mất của Hiên Viên Thánh, kẻ gây họa này, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có cầu đản là vô cùng đau buồn trước cái chết của chú điên. Cậu còn nhân lúc không có ai đến hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm cẩn thận. Đáng tiếc là ngoài một tấm bài vị bị cháy xém, cậu không tìm thấy gì khác. Tấm thẻ gỗ này chỉ còn lại một góc cuối cùng. Cầu đản không biết chữ, cầm đi hỏi những người lớn biết chữ trong làng mới hiểu được, đó là chữ Hồng. Hiên Viên Hồng. Cầu đản nhớ rất tốt, mơ hồ nhớ rằng khi chú điên sắp xếp bài vị theo thứ tự trên mặt đất, tấm bài vị này dường như được chú điên đặt trang trọng ở vị trí đầu tiên. Biết đó là bài vị tổ tiên của mình, cầu đản không dám tự ý giữ lại. Sau khi cung kính quỳ lại, cầu đản đốt sạch tấm thẻ gỗ còn lại. Thôn Hiên Viên từ xưa đến nay không tranh giành với đời. Kể từ sau khi Hiên Viên Thánh chết, cuộc sống trong làng lại trở về bình lặng như trước. Cầu đản dần lớn lên, dân làng cũng không còn gọi cậu là cầu đản nữa, mà gọi tên cậu là Hiên Viên Thác. Quỹ đạo cuộc đời của Hiên Viên Thác cũng giống như những người khác trong làng. Gieo hạt, cày cấy, thu hoạch, kết hôn, cưới vợ, sinh con. Chỉ là lúc rảnh rỗi, trong đầu Hiên Viên Thác vẫn mơ hồ nhớ lại tiếng lẩm bẩm của chú điên năm xưa. Mặc cho thời gian trôi qua, giai điệu kỳ lạ đó vẫn luôn tồn tại trong đầu cậu, không bao giờ phai nhạt. Theo tuổi tác của Hiên Viên Thác ngày càng lớn, cuộc đời của cậu dường như cũng đã được định sẵn. Cho đến năm Hiên Viên Thác 50 tuổi, con trai của Hiên Viên Thác qua đời vì bệnh. Vợ của cậu cũng không chịu nổi nỗi đau tóc bạc tiễn người đầu xanh sở, không lâu sau cũng qua đời. Trong vòng chưa đầy nửa năm, liên tiếp mất đi hai người thân. Hiên Viên Thác đau đớn đến chết đi sống lại. Cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc, lúc nào cũng muốn dứt khoát kết liễu cuộc đời mình. Nhưng vào thời điểm quan trọng, giai điệu kỳ lạ đã theo cậu lớn lên lại một lần nữa vang lên. Xua tan những ý nghĩ đen tối trong đầu cậu. Hiên Viên Thác ngồi ngây ra mấy ngày, nỗi đau buồn trong lòng dần lắng xuống. Cậu không còn ý định lấy vợ sinh con nữa. Ngược lại, một ý nghĩ như ngọn lửa bùng lên trong lòng, sau đó như thế lửa cháy lan, không thể dập tắt. Trải qua tận mắt từng người thân yêu ra đi, Hiên Viên Thác nhận ra sâu sắc sự mong manh của cuộc sống. Nghĩ đến việc mình đã ngoài 50, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ theo chân người đi trước. Hiên Viên Thác trong lòng vô cùng sợ hãi, lại không ăn không uống, ngồi lì hai ngày. Cuối cùng Hiên Viên Thác quyết định tu tiên, cầu trường sinh. Đối với một lão nông đã gần 50 tuổi mà nói, tìm tiên học đọa dường như là một trò cười hoàn toàn. Hiên Viên Thác cũng biết quyết định của mình hoang đường đến mức nào. Vì vậy, ông cũng không nói gì, chỉ âm thầm đóng gói, thu dọn hành lý,
rời khỏi thôn Hiên Viên, một mình lên đường tìm tiên. May mắn thay, tiên đạo ở thế gian này thịnh hành, các vị tiên nhân không phải là người lánh đời. Ngược lại, hầu như ở mỗi thành trấn lớn, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy dáng vẻ các vị tiên nhân phiêu du trên không trung. Trải qua trăm ngàn lời chế giễu, Hiên Viên Thác cuối cùng cũng nghe ngóng được vị trí của tông môn tu tiên gần nhất, Quy Nguyên Tông. Trải qua muôn vàn gian khổ, Hiên Viên Thác cuối cùng cũng đến được bên ngoài Quy Nguyên Tông. Ông kinh ngạc phát hiện, nơi đây còn có hàng trăm người giống như ông tụ tập. Tuy nhiên, hầu hết đều là trẻ nhỏ có người đi theo hầu. Giống như ông, nửa thân đã chôn dưới đất, còn muốn tu tiên thì chỉ có một mình ông. Sau một hồi dò hỏi, Hiên Viên Thác mới hiểu ra sở dĩ mọi người tụ tập bên ngoài sơn môn là vì hiện tại chưa đến thời điểm Quy Nguyên Tông thu nhận đệ tử. Trận pháp hộ tông mở ra bao phủ cả ngọn núi, tiên gia thắng cảnh, người phàm căn bản không thể vào được. Hiên Viên Thác lại hỏi thăm, đại điển thu nhận đệ tử lần tiếp theo sẽ được tổ chức vào lúc nào? Kết quả lại nghe nói là 3 năm sau. Ban đầu ông định giống như những người này, ngoan ngoãn chờ đợi bên ngoài sơn môn. Nhưng không hiểu sao, Hiên Viên Thác nhìn vào trận pháp phòng hộ sơn môn mà mọi người sợ như hổ dữ, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không quá đáng sợ. Trong lúc dục dịch, Hiên Viên Thác vốn dĩ gan lớn quyết định liều mạng thử một phen. Kết quả hoàn chân như ông dự đoán, một đường căn bản không gặp phải nguy hiểm gì, cứ thế mơ mơ hồ hồ, thuận lợi đi đến cổng lớn Quy Nguyên Tông. Gặp được tiên trưởng, Hiên Viên Thác mừng không kể xiết. Muốn bái nhập tiên môn nhưng lại bị đối phương chế giễu vô tình. May mắn thay, ngay khi sắp bị đuổi đi, một vị tiên trưởng họ Hư, có lẽ thấy ông đáng thương, đã đưa cho ông một quyển tiên pháp nhập môn. Và hứa rằng, nếu trong vòng một năm tu luyện ra linh lực, có thể đến tìm ông. Chuyến đi này tuy không chính thức bái nhập tiên môn nhưng dù sao cũng đã có được tiên pháp. Hiên Viên Thác cất sách bên người, vòng qua đám người vẫn đang chờ đợi ở sơn môn. Hơn nữa, vì sự an toàn, ông còn đi một chặng đường dài, đến một trấn người phàm xa hơn. Bản thân Hiên Viên Thác không biết chữ, để tu luyện công pháp, ông một đường có cơ hội liền nhờ người dạy bảo. Tuy tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn rất tốt. Đợi đến khi an toàn đến đích, Hiên Viên Thác đã có thể nhận ra 7-8 phần chữ trong tiên pháp nhập môn. Không có tiên sư chỉ dạy, Hiên Viên Thác tự mình suy ngẫm. Tiên pháp thâm sâu, cho dù là công pháp tu luyện nhập môn, cũng không phải một lão nông thôn quê chưa từng trải đời có thể tự mình tu luyện thành công. Huống hồ, lúc bấy giờ Hiên Viên Thác đã đến tuổi chi thiên mệnh, đã sớm qua thời điểm tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, ban ngày ông còn phải kiếm tiền để duy trì cuộc sống cơ bản. Chớp mắt, thời hạn một năm sắp trôi qua. Mà Hiên Viên Thác dù có tiên pháp trong tay nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Cho dù tu luyện ra linh lực, cũng không kịp trở về. Trong lòng Hiên Viên Thác gần như tuyệt vọng. Tu luyện, đối với những người bình thường như chúng ta, thật sự quá khó khăn. Ông lại đột nhiên nhớ đến, mấy ngày trước, ở trong thành ngẩng đầu nhìn thấy vị tiên sư thiếu niên. Mới chỉ đôi mươi, đã có thể tiêu dao ngự gió. Thiên đạo, sao lại bất công đến thế? Tuyệt vọng, đố kỵ, sợ hãi. Hiên Viên Thác ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt nhìn bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1463, thay đổi lực hiện tại. Tại sao trên đời này, không phải ai cũng có thể tu hành? Tại sao giữa trời đất lại tồn tại sự hạn chế này? Ông trời khốn kiếp! Những lời nguyền rủa như thế này thực sự quá đỗi bình thường. Trên thế gian này, chúng diễn ra liên tục ở khắp mọi nơi, ngày đêm không ngừng. Nhưng trong lúc Hiên Viên Thác nguyền rủa, bên tai ông lại một lần nữa vang lên tiếng lẩm bẩm quen thuộc của chú điên Hiên Viên Thánh. Chỉ là lần này, nó không nhanh chóng biến mất, mà lặp đi lặp lại, cho đến khi hoàn toàn tràn ngập não ông. Trong cơn mơ màng, Hiên Viên Thác dường như trở lại thời thơ ấu. Trong căn nhà u ám đen tối, chú điên đứng giữa vô số bài vị tổ tiên nhà Hiên Viên, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Lại xuất hiện rồi, đốt không hết. Khốn kiếp, vậy thì cùng chết đi. Trên người Hiên Viên Thánh đột nhiên bùng lên ngọn lửa lớn. Sau đó lao về phía những bài vị xâm nhiên lâm lập. Ngọn lửa u ám từ trên người Hiên Viên Thánh dần chuyển sang những bài vị đó. Trong tiếng cười điên cuồng của Hiên Viên Thánh, ngọn lửa dần nuốt chửng mọi thứ. Cuối cùng, chỉ còn lại một góc của bài vị có khắc Hiên Viên Hồng. Sau đó, bị Hiên Viên Thác nhặt được. Hiên Viên Hồng.
ba chữ lớn hiện lên trong đầu như ma quỷ. Từ màu vàng kim, dần dần thấm ra từng giọt máu. Rồi đột nhiên nổ tung, Hiên Viên Thác vì thế mà ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại, ông ngơ ngác nhìn Thương Không. Rồi lại nhìn vào chính mình trong gương, có thứ gì đó dường như đã trở nên khác biệt. Nhìn lại pháp môn nhập môn do tiên trưởng Quy Nguyên Tông ban tặng, Hiên Viên Thác chỉ thấy vô cùng dễ hiểu. Thậm chí, có phần quá đơn giản, Hiên Viên Thác không còn vội vàng tu luyện thành công rồi quay về gia nhập Quy Nguyên Tông nữa, mà bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà trước đây ông vẫn luôn trăn trở. Tại sao trên đời này không phải ai cũng có thể tu hành? Hiên Viên Thác đương nhiên biết, vạn vật sinh ra, mỗi người một khác. Nhưng có cách nào để mọi người có thể bỏ qua sự chênh lệch về thiên phú, ai cũng có thể tu hành không? Tiếng lẩm bẩm thường trực bên tai đã không còn vang lên nữa, Hiên Viên Thác nhất thời còn có chút không quen. Nhưng đồng thời, trong đầu ông bắt đầu không ngừng hiện ra nhiều hình ảnh. Trong số đó, có cảnh tượng vô số cỏ cây, thú vật. Có những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Còn có một số cảnh đối thoại, không rõ nghĩa. Lần này đi, ngươi có mấy phần nắm chắc. Cố gắng hết sức, còn lại tùy số mệnh. Đây không giống lời ngươi thường nói. Thực lực quá chênh lệch, chỉ còn cách liều mạng thôi. Thôi được, ngươi cứ đi đi. Không biết là phúc hay họa. Hiên Viên Thác day day huyệt thái dương. Ông dường như đã quên mất một số sứ mệnh cực kỳ quan trọng. Những ký ức hỗn loạn không thể ảnh hưởng đến ý chí của Hiên Viên Thác. Ngược lại, nhờ vào vô số mảnh ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu này, Hiên Viên Thác tiếp tục suy nghĩ sâu hơn về vấn đề trước đó. Làm thế nào để mọi người đều có thể tu hành? Trong đầu, những hình ảnh hiện ra ngày càng nhiều, ngày càng hỗn tạp. Dần dần ghép lại được cuộc đời của một tu sĩ mạnh mẽ khác tên là Thiên Y Tôn Giả. Nhưng Hiên Viên Thác dựa vào chấp niệm trong lòng, tạm thời đè nén mọi thứ xuống. Tiếp tục suy nghĩ một cách máy móc, ngồi thiền trong sân 33 ngày. Một ngày nọ, Hiên Viên Thác đã gầy gò đến cực điểm, chỉ còn lại một lớp da mỏng manh, phủ trên xương, trông như bộ xương, đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt như sao trên trời sáng ngời, rực rỡ. Ông ngẩng đầu nhìn Thương Không, miệng lẩm bẩm, ta muốn thành tiên, hà tất phải cầu trời. Trời không cho, ta tự đi lấy, thuận theo trời thì phàm, nghịch thiên. Thì tiên, lồng ngực vốn hơi khom của Hiên Viên Thác trong nháy mắt ưỡn thẳng, ông lấy thân phàm đối mặt với Thương Không. Tuy không có bất kỳ khí thế đặc biệt nào nhưng dường như không hề yếu thế. Tiếp tục ngâm nga, cho nên, tiên đạo nhất chính là hút linh khí trời đất để điều khiển khí của nó, mượn kỳ quan trời đất để xây dựng nền tảng đạo, nghiên cứu pháp tắc trời đất để luyện kim đan, cướp linh khí trời đất để thành nguyên anh, rút tủy trời đất để đạt được thần, hiến tế thiên địa chi phách để thân hợp đạo, nghịch lý trời đất để chứng trường sinh. Hiên Viên Thác nói càng lúc càng nhanh, cho đến câu cuối cùng, kiệt sức ngã xuống. Nhưng không đứng dậy, cứ nằm trên mặt đất, cười ha hả. Quá yếu ớt, Hiên Viên Thác đã đạt được con đường mình muốn, thế là ngất đi. Linh khí giữa trời đất tự động bị hấp dẫn. Cuồn cuộn kéo đến, tạo thành một cơn lốc xoáy, nâng Hiên Viên Thác lên không trung, bảo vệ. Một lúc sau, dị tượng linh khí rót vào cơ thể mới dần biến mất. Hiên Viên Thác từ từ hạ xuống mặt đất, cơ thể nửa trăm tuổi tràn đầy sức sống. Tuy bề ngoài vẫn già nua nhưng bên trong lại ẩn chứa sức sống dồi dào. Lại không biết qua bao lâu, khuôn mặt Hiên Viên Thác đang ngủ đột nhiên co giật dữ dội. Ông đột ngột mở mắt, chỉ là không có con ngươi, toàn là lòng trắng mắt quỷ dị. Giọng nói cũng trở nên già nua, trầm thấp hơn. Thiên đạo huyền hoàng còn khó đối phó hơn cả những gì ta muốn. Suýt nữa thì hoàn toàn lạc lối, không thể khôi phục lại ý thức bản ngã. Khụ khụ, có chút tính toán sai. Huyền hoàng giới, quả nhiên là tiên giới lớn. Sức mạnh thiên đạo, còn vượt xa thiên pháp giới. Pháp môn thiên hồn chuyển sinh này, hoàn toàn tách khỏi liên hệ với thế giới cũ, chỉ còn một tia chấp niệm chuyển sinh. Trước đây ta đã thử nghiệm ở thiên pháp giới hàng vạn lần, chưa từng thất bại. Tuy đã lường trước, sẽ gặp phải một số tình huống bất ngờ ở huyền hoàng giới này nhưng mức độ nguy hiểm cụ thể vẫn vượt xa dự đoán của ta. Đã 50 năm, vẫn chưa thức tỉnh, dường như mất một chút thời gian mới phân biệt được tình trạng của cơ thể này. Sau một hồi im lặng, giọng nói già nua đó mới lại vang lên, đầy vẻ kinh ngạc không xác định, kỳ lạ. Thiên hồn chuyển sinh, lấy thiên hồn đại đạo của thiên pháp giới làm tế phẩm để chuyển sinh, đầu thai vào huyền hoàng giới,
hóa thành sinh linh trong giới, dùng cách này để lừa gạt thiên đạo huyền hoàng giới. Kế hoạch ban đầu là, sau khi ta thức tỉnh, trước tiên chẩn đoán huyền hoàng, sau đó sáng tạo ra pháp môn mới, khiến nó loạn từ bên trong. Nhưng bây giờ, ý thức bản ngã vẫn chưa tỉnh lại, thân thể này đã sáng tạo ra pháp môn mới. Nghịch thiên địa chi lý, để chứng trường sinh, Thiên Y càng thêm kinh ngạc không xác định pháp môn tu hành này quả thực giống hệt với những gì ta suy nghĩ, không hẹn mà gặp. Thậm chí, nhiều chi tiết tinh diệu còn hơn. Ngay lúc này, như cảm ứng được lời của Thiên Y, mí mắt Hiên Viên Thác đột nhiên giật giật. Giọng nói của Thiên Y cũng bắt đầu yếu ớt đi. Không đúng, thiên hồn chuyển thế còn hơn cả pháp môn đoạt xá. Ta đã thức tỉnh, tại sao ý thức của thân thể này vẫn còn tồn tại? Họ Hiên Viên. Trong tiếng kinh hô của Thiên Y, Hiên Viên Thác hoàn toàn tỉnh lại từ hôn mê. Thiên Y không còn chút tiếng động nào. Còn Hiên Viên Thác sau khi tỉnh lại, dường như hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Thiên Y trong cơ thể mình. Chỉ vui mừng khôn xiết kiểm tra tu vi đã bước vào cảnh giới luyện khí của mình. Một lúc sau, Hiên Viên Thác ngự gió mà lên, trong tiếng kinh hô của những người phàm trong thành, bay lên trời. Trong tiên trận, ánh sáng biến ảo. Tiếp theo, Hiên Viên Thác dựa vào cảm ứng mơ hồ trong đầu, không ngừng tìm kiếm kỳ vật tu hành trong huyền hoàng giới. Chỉ trong vòng nửa năm, đã lấy huyền thiên vạn linh làm nền tảng đạo, thiên diễn chi pháp thành kim đan, nguyên thủy động thiên tiến lên nguyên anh. Sau đó lại lấy sự biến đổi xâm la vạn tượng của trời đất, bước vào hóa thần. Một đường tiến nhanh như vũ bão, không thể ngăn cản. Cho đến đỉnh cao của hóa thần, ở bước tế thiên địa chi phách, để thân hợp đạo mới dừng lại. Thiên địa chi phách của huyền hoàng giới vô số. Làm thế nào để lựa chọn, trở thành bài toán khó của Hiên Viên Thác. Trước khi pháp môn mới được sáng lập, thiên địa chi phách thường bị các tu sĩ coi là sự phản chiếu của ý chí đại đạo trời đất, là con đường thích hợp nhất để cảm ngộ pháp tắc thiên đạo. Tuy cũng từng có tu sĩ cố gắng bắt giữ thiên địa chi phách, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mượn nó để ngộ đạo. Không có phương pháp luyện hóa, chuyển hóa sức mạnh của thiên địa chi phách thành tu vi của bản thân. Thiên địa chi phách sinh ra để lãnh chức trời. Sau khi sinh ra ở trạng thái hư ảnh của con người, tuy trông giống như cá thể độc lập nhưng vẫn liên kết với mạng lưới đại đạo trời đất. Pháp môn mới mà ta thiết kế chính là thông qua sợi dây liên kết này đánh cắp sức mạnh của trời đất. Mỗi một thiên địa chi phách đều tương ứng với một pháp tắc thiên địa tương ứng. Mục tiêu của ta là Hiên Viên Thác nhìn huyền hoàng thiên địa, cảnh tượng trong giới đều trở nên hư ảo, biến thành từng mạng lưới khổng lồ đan xen ngang dọc. Tầm mắt lướt qua mạng lưới, Hiên Viên Thác cẩn thận tìm kiếm mục tiêu của mình. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Hiên Viên Thác đột nhiên ngưng lại. Sau đó trên mặt hiện lên nhiều biểu cảm phức tạp, có nghi hoặc, có kinh ngạc. Không biết tại sao, lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Hơn nữa, pháp tắc tương ứng với thiên địa chi phách đó dường như không phải do huyền hoàng giới sinh ra, so với các pháp tắc khác có vẻ hơi không ăn nhập, đến từ giới trên. Hiên Viên Thác im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Lại mất thêm nửa năm, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng dẫn được thiên địa chi phách khác biệt này ra. Toàn thân bao phủ trong một mảng ánh sáng vàng, khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Như nhìn kiến hôi, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thác bên dưới. Cho dù xuất thân từ tiên giới, hòa vào huyền hoàng, cũng đã rơi vào phàm trần, đến lúc chết rồi mà vẫn không tự biết. Một năm trước, Hiên Viên Thác vẫn là tâm thái của một lão nông hơn 50 tuổi. Nhưng theo một năm này, tu vi, cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, ký ức không ngừng hiện lên trong đầu càng nhiều. Khí chất của Hiên Viên Thác cũng càng ngày càng khác biệt. Ngay cả những người có quan hệ không nông không sâu với giới trên, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt, chỉ coi là con mồi. Hiên Viên Thác vỗ một chưởng, không gian xung quanh thiên địa chi phách màu vàng lập tức ngưng kết. Vô số cảnh tượng huyền hoàng giới biến thành bóng đen dữ tợn, ùn ùn kéo đến. Giống như tạo ra một thế giới bên cạnh thiên địa chi phách màu vàng, sau đó lại diễn hóa ra từng thiên địa chi phách, tiến hành vây công. Hiên Viên Thác giống như thống soái thống lĩnh ba quân, ngồi vững ở trung quân không nhúc nhích, mặc cho thuộc hạ chém giết. Tuy thiên địa chi phách màu vàng rất mạnh nhưng sau khi bị Hiên Viên Thác dùng thủ đoạn khó lường cắt đứt liên hệ với huyền hoàng thiên địa thì rốt cuộc cũng chỉ là cây không gốc, nước không nguồn. Cuối cùng bị tiêu hao đến chết, biến thành một luồng ánh sáng vàng, bị Hiên Viên Thác nuốt chửng. Thiên địa chi phách, kim chấp, ánh sáng vàng rực rỡ thu liễm, Hiên Viên Thác thở dài một hơi. Kim chấp,
từ khi huyền hoàng giới tự sáng tạo ra giới đã tồn tại. Do tiên tạo ra, có năng lực chấp chưởng, sáng tạo ra vạn vật huyền hoàng. Ban đầu ẩn sâu trong huyền hoàng giới, người phàm không thể nhận ra. Nhưng tiên giới diệt vong, pháp tắc kim chấp có hiệu lực dựa vào cổ trận cũng đã vỡ vụn. Mới bị Hiên Viên Thác nhận ra manh mối, lấy kim chấp hợp đạo, thực lực của Hiên Viên Thác lại có bước nhảy vọt về chất. Tu sĩ trường sinh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ có trưởng môn 10 tông tiên đạo có nền tảng thâm hậu mới có thể gây ra chút uy hiếp với hắn. Hiên Viên Thác biết, đã đến lúc bắt đầu con đường truyền pháp của mình, cũng là bước cuối cùng. Lấy thế người, đoạt thế trời, lấy nhân đạo, định thiên đạo. Khi tu sĩ tu hành pháp môn mới của ta trên thiên hạ càng ngày càng nhiều, cuối cùng xoay chuyển càn khôn, khiến thiên hạ chỉ có pháp môn này, chính là lúc ta chứng đạo. Từ hôm nay trở đi, ta muốn huyền hoàng giới, trời đất đảo lộn. Mang theo niềm tin như vậy, Hiên Viên Thác đến từ Vân Trạch ở hoang địa của huyền hoàng giới, bắt đầu lần truyền đạo đầu tiên. Khi hắn pháp thiên tướng địa, nói với thế nhân nghịch lý trời đất để chứng trường sinh, thực tế không gây ra sóng gió quá lớn. Bởi vì pháp môn mới quá kinh thế hãi tục, số tu sĩ nguyện tin hắn, đổi tu lại, thực sự không nhiều. Nhưng Hiên Viên Thác không để ý, chỉ tiếp tục truyền bá pháp môn mới trên đại địa huyền hoàng. Mà khi nhóm người phàm đầu tiên không thể tu hành, tấn thăng thành tu sĩ, họ cũng trở thành tín đồ cuồng nhiệt nhất của Hiên Viên Thác. Họ không biết tên Hiên Viên Thác, chỉ kính cẩn gọi bằng danh xưng truyền pháp thiên tôn. Các tín đồ tự phát thành lập tổ chức Vạn Tiên Minh, giúp đỡ lẫn nhau, truyền bá pháp môn mới. Chỉ sau vài năm, pháp môn mới đã thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, bao trùm thiên hạ. Biến động như vậy, tất nhiên đã gây sự chú ý của thập tông tiên đạo cao cao tại thượng, giết chóc giáng xuống. Vạn Tiên Minh chỉ mới thành lập, làm sao có thể là đối thủ của thập đại tiên tông thống trị huyền hoàng giới hàng nghìn năm. Thậm chí không cần thập đại tiên tông đích thân ra tay, chỉ riêng các tông phái phụ thuộc của họ cũng đã khiến Vạn Tiên Minh tổn thất nặng nề. Nhưng tu sĩ pháp môn mới cũng có ưu thế mà tu sĩ pháp môn cũ không thể so sánh được. Một là, tốc độ tu luyện của pháp môn mới thực sự quá nhanh. Cho dù chết sạch, không lâu sau, lại có rất nhiều tu sĩ pháp môn mới xuất hiện trở lại. Hai là, một khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, khả năng bảo vệ mạng sống của tu sĩ pháp môn mới thực sự quá mạnh. Chỉ cần không phải thần hồn bị thương chí mạng, dù thân thể bị thương nặng đến mức nào cũng có thể phục hồi ngay lập tức. Hai yếu tố này chồng chất lên nhau, tu sĩ pháp môn mới chết hẳn là rất nhiều nhưng phần lớn đều ở giai đoạn luyện khí đến kim đan. Còn về Nguyên Anh thậm chí là cao thủ Nguyên Anh trở lên, ngược lại đều có thể sống sót. Trong quá trình đấu tranh liên tục, kinh nghiệm ngày càng phong phú. Ngược lại, về phía tu sĩ pháp môn cũ, để bồi dưỡng một chiến lực đủ tiêu chuẩn, cần rất nhiều thời gian và tài nguyên. Chết một người thì mất một người. Trong quá trình tiêu hao lẫn nhau, cục diện bắt đầu từ từ đảo ngược. Hơn nữa, Hiên Viên Thác cũng có thể cảm ứng được, thậm chí bên trong thập tông đã có người bắt đầu chuyển sang tu luyện pháp môn mới. Bản thân không còn là một khối sắt liền một mảnh thì làm sao có thể quét sạch kẻ thù bên ngoài. Thấy mọi thứ đang theo kế hoạch, phát triển theo hướng có lợi. Trong lòng Hiên Viên Thác, điềm báo không lành lại càng ngày càng nồng đậm. Giống như sắp có đại nạn giáng xuống bất cứ lúc nào. Cho dù Hiên Viên Thác cẩn thận ẩn giấu tung tích, không còn công khai truyền pháp dưới ánh sáng ban ngày, nhưng cảm giác khủng hoảng trong lòng vẫn không giảm. Hiên Viên Thác vì thế biết rằng mình chắc chắn đã bị những nhân vật lớn của thập tông để mắt tới. Chỉ có trực tiếp đối mặt mới có thể thực sự hiểu được khi đối đầu với một thế lực khổng lồ như thập tông, cảm giác tuyệt vọng đến mức nào. Hiên Viên Thác đã nghĩ đủ mọi cách nhưng dường như hắn mãi mãi chỉ có một kết cục. Đó chính là cái chết. Nhưng Hiên Viên Thác không muốn chết. Khi sự tuyệt vọng trong lòng sắp nhấn chìm hắn, tiếng thì thầm hư ảo đã theo hắn từ thời thơ ấu, sau nhiều năm, lại một lần nữa xuất hiện. Kể từ khi bước lên con đường tu luyện, giọng nói này đã biến mất khỏi cuộc sống của Hiên Viên Thác. Ngày nay lại trở về nhưng lại mang theo tất cả những gì Hiên Viên Thác đã trải qua trong những năm này. Trong tiếng thì thầm huyền bí, Hiên Viên Thác như thể đã trải qua lại một lần nữa những chuyện trong quá khứ. Hơn nữa còn có thể dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Thậm chí trong lòng Hiên Viên Thác còn nảy sinh một cảm ứng kỳ lạ. Hắn dường như có thể ở một mức độ nào đó điều khiển, thay đổi suy nghĩ của những người này. Khi nhìn thấy trong ký ức, một tu sĩ trẻ tuổi vây quanh mình, lắng nghe mình giảng pháp,
trong lòng Hiên Viên Thác đột nhiên dâng lên một trận vui mừng vô cớ. Hắn biết, chàng trai trẻ này chính là cơ hội sống sót của mình. Thần hồn vui mừng, phấn khích, theo tiếng thì thầm, Hiên Viên Thác tiến lại gần, vuốt ve, xâm nhập. Cho dù chỉ là ảo ảnh trong hồi ức, dưới sự gia trì của sức mạnh kỳ lạ từ tiếng thì thầm, Hiên Viên Thác vẫn như thể thực sự tiến vào thần hồn của đối phương. Biết được mọi thứ về đối phương, Trần Thiên Hải, đích truyền đệ nhất Thái Diễn Tông, Thiên Diễn Cửu Quyển, Hóa Đạo Thạch Mẫu. Trên đời này lại còn có thần vật như vậy ư? Tâm thần Hiên Viên Thác kích động, suýt nữa tỉnh lại khỏi cảnh giới kỳ lạ đó. Hóa Đạo Thạch Mẫu này, cho dù là trong vô số hình ảnh liên tục hiện lên trong đầu hắn, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Nếu có thể mượn sức mạnh của Hóa Đạo Thạch Mẫu này để suy diễn, nhất định có thể tìm được một tia sinh cơ cho ta. Trong lòng Hiên Viên Thác nhen nhóm hy vọng, nhưng Hóa Đạo Thạch Mẫu, ngay cả Trần Thiên Hải, đích truyền đệ nhất Thái Diễn Tông cũng không có tư cách sử dụng. Hắn là người ngoài, lại còn là kẻ thù không đội trời chung của thập tông tiên đạo, muốn điều động. Thật là mơ mộng hão huyền. Có lẽ ta có thể điều khiển, ảnh hưởng đến Trần Thiên Hải để làm được tất cả những điều này. Hiên Viên Thác đột nhiên ngộ ra trong lòng. Dò xét suy nghĩ của ảo ảnh trong ký ức quá khứ vốn đã là chuyện phi thường. Mà thông qua ảo ảnh quá khứ, ảnh hưởng đến tương lai trong hiện thực thì càng là chuyện chưa từng nghe thấy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hiên Viên Thác lại nảy sinh sự tự tin vô cớ. Nếu có thể lợi dụng tiếng thì thầm trong đầu mình, chuyện này không khó. Hiên Viên Thác quả nhiên là thiên tài. Tuy hoàn toàn không hiểu nguyên lý của tiếng thì thầm nhưng điều này không ngăn cản hắn, bằng bản năng, từ từ nghiên cứu ra cách sử dụng thực tế của nó. Trong lúc mơ hồ, hắn đã tạo ra một mối liên hệ nào đó với Trần Thiên Hải trong hiện thực. Mờ mịt có thể cảm nhận được Trần Thiên Hải đang suy nghĩ gì từng phút từng giây. Vì vậy, ký ức của Trần Thiên Hải đã bị thay đổi một cách lặng lẽ. Dường như, lúc đầu khi hắn vây quanh nghe giảng pháp, người truyền pháp đã nhìn hắn một cách kỳ lạ. Trong những năm tháng sau đó, ánh mắt của người truyền pháp lúc đó vẫn luôn đi theo hắn, trở thành tâm ma của hắn, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Trần Thiên Hải có thể được Thái Diễn Tông chọn làm đích truyền đệ nhất, thiên tư, tâm tính của hắn tự nhiên không thể chê vào đâu được, là thiên tài tuyệt đối. Trần Thiên Hải mang theo ý chí vô cùng kiên cường, cưỡng ép đè nén sự bất ổn trong lòng. Hiên Viên Thác không nóng vội, chỉ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ trong cảm ứng. Hạt giống đã được gieo xuống, tự nhiên sẽ có ngày nở hoa kết trái. Quả nhiên, không lâu sau, về việc sáu vị trường sinh vây giết người truyền pháp. Trước khi lên đường, trưởng môn Đại Đạo Tông Phương Định Ca đã ủy thác cho trưởng môn Thái Diễn Tông Tinh Cực Đạo Nhân sử dụng Hóa Đạo Thạch Mẫu để suy diễn. Tinh Cực Đạo Nhân đã suy diễn 500 triệu lần, tất cả các lần suy diễn đều kết thúc bằng cái chết của người truyền pháp. Nhận được câu trả lời, Phương Định Ca bắt đầu lên đường, tìm kiếm, săn lùng người truyền pháp. Sáu vị trường sinh, thật là thủ đoạn ghê gớm. Trong lòng Hiên Viên Thác lạnh như băng. Cảm thấy cái chết đang dần đến gần, Hiên Viên Thác tuy kinh hãi nhưng không loạn. Hắn lợi dụng sức mạnh bí ẩn của tiếng thì thầm, tiếp tục làm mục nát, ảnh hưởng đến ý chí của Trần Thiên Hải. Cũng may cho Hiên Viên Thác, mạng hắn không nên tuyệt. Vì trấn áp dị động của Bất Định Ngục, Tinh Cực Đạo Nhân tạm thời rời khỏi Thái Diễn Tông. Trần Thiên Hải rốt cuộc không chống lại được sự cám dỗ trong lòng, tự ý mở ra Hóa Đạo Thạch Mẫu để suy diễn. Không biết đã thúc đẩy Thạch Mẫu suy diễn bao nhiêu lần. Cuối cùng, trong vô số điều không thể, đã tìm ra được một tia sinh cơ duy nhất. Trần Thiên Hải như thể đã tiên đoán được sự sụp đổ của sáu vị trường sinh, tâm thần chấn động, trở nên mất hồn mất vía. Mà Hiên Viên Thác thì nắm bắt thời cơ cuối cùng, chạy thẳng đến tiểu thế giới trong suy diễn của Hóa Đạo Thạch Mẫu. Vừa kịp đến đích trước khi sáu vị trường sinh của Tiên Tông bao vây hắn, sáu vị trường sinh lần lượt đến nơi. Cho dù mang trong mình thần thông nghịch thiên, dưới sự vây công của sáu vị trường sinh, Hiên Viên Thác cũng nhanh chóng bị thương nặng. Đang lúc sắp tử nạn, bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa bọn họ, dị tộc trong tiểu thế giới thương vong thảm trọng, bắt đầu phản công ngoài dự đoán. Những kẻ mà sáu vị trường sinh coi như kiến hôi, căn bản không để vào mắt, đã ngâm nga, triệu hồi ra một cánh cửa. Bao trùm cả bảy người, kể cả Hiên Viên Thác vào bên trong. Cánh cửa mở ra, bóng tối vô tận nhấn chìm mọi người. Trong biển u ám, dựa vào tình hình trong suy diễn của Hóa Đạo Thạch Mẫu, Hiên Viên Thác lợi dụng ý chí cầu sinh của chân tiên phục sinh, từng người một giết chết sáu vị trường sinh. Mà hắn cũng rốt cuộc vì thương thế quá nặng,
hôn mê trong biển u ám. Trong thời gian này, Thiên Y vẫn luôn ẩn núp, chờ thời cơ, cuối cùng cũng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Tiếng thì thầm đó, rốt cuộc là. Từ đầu đến cuối, Thiên Y vẫn luôn quan sát, cũng bị sức mạnh kỳ lạ khó lường đó làm cho chấn động. Thiên Y tưởng rằng thân thể này đã không thể tránh khỏi kiếp nạn. Không ngờ, Hiên Viên Thác lại thực sự tìm ra được sinh cơ trong điều không thể. Từ ký ức quá khứ, ảnh hưởng đến hiện thực. Năng lực này tuyệt đối không tồn tại trong phàm tục. Quan trọng hơn là ta và Hiên Viên Thác thực ra là tồn tại nhất thể đồng hồn. Nhưng tiếng thì thầm đó lại chỉ tồn tại trong ký ức của hắn. Tuy ta biết có sự tồn tại của thứ này nhưng căn bản không thể nhớ lại cụ thể, cảm nhận được. Tâm thần Thiên Y chấn động, hồi lâu không thể bình phục. Chương 1464, Thiên Huyền khắc ma âm. Bị sức mạnh vĩ đại chưa biết này làm chấn động, Thiên Y cũng vô cùng kiêng dè đối với thân thể nguyên bản của thân xác này. Vì vậy Thiên Y nhân lúc Hiên Viên Thác bị thương nặng, hôn mê, bắt đầu dần dần động tay động chân trong cơ thể. Thiên Y biết Hiên Viên Thác có sức mạnh của tiếng thì thầm bí ẩn bảo vệ. Cho nên không sử dụng thủ đoạn bình thường, mà chỉ dựa vào liên hệ giữa hắn và Hiên Viên Thác, được hình thành bởi pháp thiên hồn chuyển sinh, lấy bản thân làm thuốc, từ từ xâm nhiễm. Nói một cách nào đó, hắn chính là Hiên Viên Thác chính là hắn. Chỉ là vì sức mạnh kỳ lạ bao phủ huyết mạch của Hiên Viên tộc, khiến Hiên Viên Thác vốn nên mất đi ý thức độc lập của bản thân, vẫn có thể duy trì quyền kiểm soát cơ thể. Hiên Viên Thác càng mạnh, Thiên Y cũng theo đó mà mạnh lên. Khi thương thế dần hồi phục, Hiên Viên Thác cũng từ từ tỉnh lại, thoát khỏi biển u ám. Sáu cường giả trường sinh cảnh mất tích không rõ nguyên do, tự nhiên gây ra sóng gió lớn. Nhưng 10 tông phái dù sao cũng có nền tảng thâm hậu, tổn thất lần này tuy có thể coi là thương cân động cốt nhưng không đủ để khiến bọn họ suy sụp. Hiên Viên Thác mơ hồ có một dự cảm, tiếp theo hắn mới sẽ phải đối mặt với sát chiêu thực sự của 10 tông phái. Nhưng không hiểu sao, Hiên Viên Thác dường như đã đánh giá quá cao 10 tông phái. Mãi cho đến khi hắn thành tựu trường sinh thiên tôn, 10 tông phái vẫn không tổ chức được phản công hữu lực. Chỉ thu hẹp lực lượng, củng cố lãnh địa môn phái của mình. Mặc cho Vạn Tiên Minh xâm chứng các môn phái nhỏ bên ngoài 10 tông phái. Mà khi Hiên Viên Thác cuối cùng cũng chứng được trường sinh thì từ đó pháp tắc thiên địa huyền hoàng vĩnh viễn thay đổi. Cựu pháp không còn, tân pháp trở thành phương pháp duy nhất mà tu sĩ thiên hạ có thể tu hành. Lý tưởng, hoài bão bấy lâu nay của Hiên Viên Thác cuối cùng cũng đạt thành. Người thiên hạ, phàm là người muốn tu hành, đều không có trở ngại. Tuy hắn đã tiên đoán được, ngày sau khi tu sĩ ngày càng đông, tài nguyên cần thiết để thăng cấp tân pháp sẽ trở thành gông cùm xiềng xích tu hành của tu sĩ. Nhưng trong lòng Hiên Viên Thác cũng đã sớm có đối sách. Hắn hấp thụ sức mạnh của kim chấp, có thể thao túng huyền hoàng giới, liên tục tạo ra các loại kỳ vật, động thiên, thậm chí là thiên địa chi phách. Ở bên trong, huyền hoàng giới không ngừng diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Ở bên ngoài thì sáp nhập, hấp thụ các tu tiên giới vẫn còn tồn tại trong tinh hải, bổ sung tài nguyên. Khi số lượng tu sĩ tân pháp ngày càng nhiều, thực lực của Hiên Viên Thác cũng sẽ không ngừng tăng lên. Cho dù tiên lộ đã đứt, hắn cũng có thể đạt đến đỉnh cao tinh hải. Đến lúc đó, hắn sẽ sửa chữa pháp trận do Huyền Thiên Giáo Thượng Cổ lưu lại, mang theo huyền hoàng giới, trước tiên là thoát khỏi phạm vi bao phủ của tiên khư. Đợi đến một khoảng thời gian nào đó, đến khu vực tương đối an toàn rồi lợi dụng sức mạnh phản nghịch thiên địa chi lý khi trường sinh thiên tôn thành đạo, không ngừng cải tạo huyền hoàng giới. Theo tính toán của Hiên Viên Thác, chỉ cần trường sinh thiên tôn ở cấp độ 2 chữ số, đồng tâm hiệp lực xây dựng huyền hoàng giới. Kết hợp, kích phát sức mạnh của pháp trận thượng cổ, có lẽ có thể vượt qua tường cao. Hiên Viên Thác cũng chính là truyền pháp thiên tôn, trong lúc không ngừng tích lũy, nâng cao thực lực bản thân, cũng đang âm thầm khảo sát những tu sĩ có thể đảm đương trọng trách trong huyền hoàng giới. Không chú trọng tư chất, chỉ xem xét tâm tính, phẩm cách. Nếu như người nào vượt qua khảo nghiệm, truyền pháp thiên tôn sẽ âm thầm ra tay, giúp người đó lĩnh ngộ nghịch lý chi pháp, trực chứng cảnh giới trường sinh. Hiên Viên Thác quả thực đã chọn ra được một số thanh niên đáng để phó thác. Nhưng còn chưa kịp hành động thì huyền hoàng giới đột nhiên giáng xuống tai họa, pháp không thể đồng tu. Thiên địa xảy ra dị biến như vậy, thực sự có chút ngoài dự liệu của Hiên Viên Thác. Hắn nắm giữ đạo kim chấp, lẽ ra thiên địa huyền hoàng phải nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng lại đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy. Hiên Viên Thác hiểu rằng
nhất định là thiên đạo huyền hoàng đã bị kích phát một cách ngoài ý muốn, có được sức mạnh có thể chống lại đạo kim chấp. Huyền hoàng đại thiên tôn, cái tên này lập tức xuất hiện trong đầu Hiên Viên Thác. Đối với vị huyền hoàng đại thiên tôn mới tấn chức này, Hiên Viên Thác không có nhiều ác ý. Hắn thậm chí còn muốn chủ động tìm hắn ta nói chuyện. Nhưng đáng tiếc, vị đại thiên tôn này mượn sức mạnh của thiên đạo huyền hoàng vẫn luôn ẩn giấu rất tốt. Còn Hiên Viên Thác phải phân ra tinh lực để xử lý đống hỗn độn do Vạn Tiên Minh để lại sau khi tai họa pháp không thể đồng tu giáng xuống. Thập Đại Tiên Tông có nền tảng thâm hậu, các đệ tử trong môn tu hành pháp môn khác nhau. Trật tự vẫn còn, không đến mức sụp đổ hoàn toàn trong chốc lát. Còn Vạn Tiên Minh tuy số lượng tu sĩ tăng nhanh chóng mặt nhưng tuyệt đại đa số đều tu hành Thiên La Thần Công do Hiên Viên Thác truyền lại. Pháp môn do chính Hiên Viên Thác suy diễn, bao hàm vạn tượng, nhất pháp thông thiên này, khi tai nạn ập đến, lại trở thành bùa hộ mệnh của mọi người trong Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh thành lập chưa lâu, vốn là liên minh lỏng lẻo do các tu sĩ tân pháp cùng nhau thành lập. Ngoại trừ bản thân Hiên Viên Thác có uy vọng rất cao, những người khác đều khó có thể phục chúng. Tai họa giáng xuống, Vạn Tiên Minh rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau đáng sợ. Vạn Tiên Minh bị 10 tông phái coi là mối họa lớn, lại như vậy, trước 10 tông phái, tự phá mà không cần công. Trải qua chuyện này, Hiên Viên Thác hiểu sâu sắc tầm quan trọng của nền tảng. Khi Vạn Tiên Minh khởi sự, tuy nhìn có vẻ rầm rộ, nhưng tích lũy không đủ, khả năng chống chịu rủi ro thực sự quá kém. Chỉ cần có chút mưa gió, cũng sẽ bị gãy đổ. Hiên Viên Thác vừa cố gắng cứu vãn, bảo toàn nguyên khí của Vạn Tiên Minh, vừa muốn tìm ra vị huyền hoàng đại thiên tôn kia. Nhưng hắn sáng lập tân pháp, nếu như không có sức mạnh kim chấp nắm giữ thì hắn và thiên đạo huyền hoàng có thể nói là thế bất lưỡng lập. Vị huyền hoàng đại thiên tôn kia tự nhiên cũng có mối thù không đội trời chung với hắn. Hiểu lầm ta quá sâu, đây chính là luận tích bất luận tâm. Hiên Viên Thác hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng là một cường giả tuyệt thế, hắn cũng sẽ không chủ động ra mặt giải thích điều gì. Cho dù là huyền hoàng đại thiên tôn, cũng không thể ngăn cản truyền pháp thiên tôn đã hoàn toàn nghịch lý thành công. Tuy nhiên, không lâu sau, lại xảy ra hai chuyện mà Hiên Viên Thác không ngờ tới. Chuyện thứ nhất, Hiên Viên Thác đã là cường giả mạnh nhất đương thời, vậy mà lại thường xuyên có cảm giác tim đập chân run. Trong lòng có dự cảm bất an, có buồn thương. Sau một phen tra xét cẩn thận, Hiên Viên Thác kinh sợ phát hiện, tình cảm này không phải xuất phát từ bản thân mà là từ trong cơ thể mình, từ một tồn tại khác. Một ý thức khác mà lâu nay mình vẫn không phát hiện ra. Chuyện thứ hai, tai họa pháp không thể đồng tu vẫn chưa qua. Tai ương mang tên tiên phàm chướng lại lặng lẽ giáng xuống thiên địa. Tiên phàm chướng giáng xuống còn đi kèm với sự ra đi của vị huyền hoàng đại thiên tôn vô danh kia. Chuyện này so với việc phát hiện ra trong cơ thể mình còn có một ý thức khác tồn tại còn khiến Hiên Viên Thác kinh ngạc hơn. Bởi vì Hiên Viên Thác hiểu rằng đây là vị huyền hoàng đại thiên tôn kia lấy tính mạng của mình làm giá, phát động nghịch lý. Đồng thời thành tựu tân cựu song pháp thiên tôn, bản thân cũng phải chịu phản phệ, tử vong. Hiên Viên Thác căn bản không thể hiểu được hành động của đối phương. Nhưng Hiên Viên Thác lại biết, có thể đồng thời thân mang tân cựu song pháp thiên tôn, chắc chắn không phải là kẻ ngu xuẩn vô năng. Hắn làm như vậy, nhất định có lý do của hắn. Hiên Viên Thác trăm phương ngàn kế cũng không hiểu được. Cho đến sau này, hắn phát hiện ra tiên phàm chướng cho dù bị tu sĩ trục xuất, khắc phục thì vẫn sẽ lưu lại trong huyết mạch của hậu duệ tu sĩ. Là một phần của pháp tắc thiên địa, khiến cho người phàm không thể tu luyện. Nhưng nếu như người phàm có thể khắc phục được lực ức chế này, bước lên con đường tu tiên, tương đương với việc đã hoàn thành một lần nghịch lý nhỏ. Tuy vẫn chưa đạt đến phạm vi ảnh hưởng đến thiên địa chi lý, nhưng kéo dài thời gian, vô số người phàm liên tục không ngừng bước lên con đường tu hành. Mỗi một tu sĩ ra đời, đều tương đương với việc làm lung lay nền tảng của truyền pháp. Không thể giết chết ta nhưng lại bù trừ đi phần lớn sự tích lũy mà mỗi một tu sĩ tu luyện tân pháp mang lại cho ta. Bản thân tân pháp hệ thống, mỗi khi xuất hiện một tu sĩ, đều sẽ trở thành một phần nền tảng tu vi của ta. Ngày tích thắng lũy, không ngừng tăng lên, rồi sẽ có một ngày, sẽ đẩy ta lên cảnh giới thần thánh không thể biết được. Nhưng mà bây giờ, chặt đứt đạo đồ của ta, đất còn có ba phần nóng này. Hiên Viên Thác ngộ ra, không khỏi nổi trận lôi đình. Nhưng vị huyền hoàng đại thiên tôn kia đã chết, Hiên Viên Thác lại đi tìm ai để trút giận đây? Đúng lúc Hiên Viên Thác tâm thần bất ổn chưa từng có,
ý niệm của hắn lại đột nhiên bị kéo vào một không gian đen kịt. Mất đi quyền kiểm soát cơ thể, đối diện hắn lơ lửng một lão giả tóc bạc trắng xóa, vẻ mặt tang thương. Tuy dung mạo không giống mình nhưng Hiên Viên Thác nhìn đối phương cứ như đang soi gương vậy. Thiên Y, không hiểu sao Hiên Viên Thác gọi tên đối phương. Thiên Y không nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, mà là trong đôi mắt chảy ra huyết lệ. Chỉ là như bị nhập ma, trong miệng không ngừng lặp lại, nhanh về thiên pháp giới, nhanh về thiên pháp giới. Hiên Viên Thác lập tức hiểu ra, đây chính là nguyên nhân khiến trong lòng hắn luôn bất an trong thời gian gần đây. Hiên Viên Thác cố gắng giao lưu với đối phương, nhưng Thiên Y lo lắng cho thiên pháp giới, căn bản không nghe lọt bất kỳ lời nào. Hiên Viên Thác muốn trấn áp hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện đối phương gần như giống hệt bản sao của mình, thực lực gần như ngang ngửa với mình. Thậm chí dưới sự gia trì của chấp niệm muốn trở về quê hương mãnh liệt vô cùng, còn mạnh hơn Hiên Viên Thác vài phần. Dần dần giành được quyền kiểm soát thân thể, dung mạo truyền pháp của thân thể cũng chậm rãi biến thành dáng vẻ ban đầu của Thiên Y. Giống như bị phong ấn trong căn nhà của Tiểu Hắc, Hiên Viên Thác chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy, khi Thiên Y trải qua ngàn tân vạn khổ, cuối cùng cũng trở về thiên pháp giới. Sinh linh thiên pháp giới đã bị tàn sát sạch sẽ. Cảnh tượng thảm khốc đó, thậm chí khiến Hiên Viên Thác cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Quê hương gặp đại nạn, Thiên Y rơi vào điên cuồng. Trong lòng như nổi lên một trận phong bạo khủng khiếp, ngăn cách cảm ứng giữa Hiên Viên Thác và hắn. Hiên Viên Thác tích tụ sức mạnh, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Không biết qua bao lâu, một bóng hình trong suốt khác ngoài Thiên Y cũng xuất hiện ở đây. Điều khiến Hiên Viên Thác cảm thấy vô cùng nguy cơ là bóng hình trong suốt này dường như vô tri vô giác, nhưng lại có thể bám vào, xâm thực ý thức của mình. Đây là sức mạnh quỷ dị mà Hiên Viên Thác chưa từng thấy trước đây. Tuy ra sức chống cự nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn cản sự xâm thực từng bước của nó. Trước khi bóng hình trong suốt này hoàn toàn chiếm lấy Hiên Viên Thác, trong đầu Hiên Viên Thác lại một lần nữa xuất hiện âm thanh thì thầm hư vô mờ ảo đó. Mượn sức mạnh kỳ diệu này, Hiên Viên Thác miễn cưỡng có thể duy trì ý thức của mình tỉnh táo. Trong không gian đen tối, không biết thời gian trôi qua. Lại không biết qua bao lâu, Hiên Viên Thác cuối cùng cũng nhận ra thời cơ đã đến. Thân thể này dường như đã tiến vào một không gian kỳ lạ. Mà ở đây, âm thanh thì thầm kỳ lạ trở nên rõ ràng chưa từng có. Hiên Viên Thác dựa vào sức mạnh đã tích tụ từ lâu, dồn hết sức phản kích, vậy mà trong nháy mắt đã giành được quyền kiểm soát thân thể trong chốc lát. Tuy chỉ là trong chốc lát nhưng sau khi hiểu rõ tình trạng hiện tại của Sở, Hiên Viên Thác vẫn nghĩ ra một cách đối phó. Không gian mà thân thể đang ở hiện tại dường như là bên trong một kiện tiên khí. Chính vì vậy mới gây ra sự cộng hưởng của âm thanh thì thầm của sức mạnh cấp tiên đó. Hiên Viên Thác khẽ ngâm nga, để âm thanh thì thầm trong đầu mình khắc ghi lại trong không gian bên trong tiên khí. Dựa vào sức mạnh thì thầm kỳ lạ này, có thể thông qua ký ức quá khứ, ảnh hưởng đến hiện thực tương lai, một thủ đoạn nghịch thiên. Hiên Viên Thác tin tưởng, lợi dụng những kẻ đến sau liên tục tiến vào không gian tiên khí này, tìm cho mình một cách thoát thân. Sau khi khắc ghi âm thanh thì thầm, Hiên Viên Thác một lần nữa mất đi quyền kiểm soát thân thể. Lại bị phong ấn trong ý thức đen kịt vô biên, không biết thời gian trôi qua. Trong thời gian này, hắn vẫn cố gắng phản kích vài lần. Nhưng sức mạnh áp chế, phong ấn hắn lại không hiểu sao ngày càng mạnh mẽ. Dường như hắn khó có thể lật ngược tình thế. Nhưng Hiên Viên Thác vẫn không từ bỏ, bởi vì âm thanh thì thầm mà hắn cài vào trước đó đang không ngừng thu thập năng lượng phản kích cho hắn. Chỉ là thời gian hắn hoàn toàn thoát khỏi cần lâu hơn một chút mà thôi, thời gian trở lại hiện tại. Khi Lý Phàm nhìn thấy cảnh tượng được diễn hóa dựa trên ký ức của thân thể truyền pháp trong trận pháp ảo, sắc mặt hắn đã thay đổi vài lần. Cho dù hắn tự cho rằng mình đã rất hiểu câu chuyện của truyền pháp Thiên Tôn và Thiên Y, cũng không ngờ rằng sự thật đằng sau lại quanh co như vậy và tạo hóa trêu ngươi. Tuy nhiên, điều khiến Lý Phàm để ý nhất vẫn là những hiện tượng kỳ lạ của tộc Hiên Viên. Không chỉ là âm thanh thì thầm kỳ lạ đến cực điểm đó, mà còn bao gồm cả người chú điên mà Hiên Viên Thác gặp hồi nhỏ, Hiên Viên Thánh. Cẩu Đản, ngươi phải biết rằng tất cả mọi chuyện trên đời này đều đã xảy ra vô số lần rồi. Lý Phàm nheo mắt, cẩn thận suy ngẫm câu nói này. Rốt cuộc là lời nói vô nghĩa của kẻ điên hay là có ý chỉ đích thực? Những gì được mô tả trong lời nói này khiến Lý Phàm không khỏi liên tưởng đến Hoàn Chân. Mà trong ký ức của Hiên Viên Thác,
đêm Hiên Viên Thánh biến mất, hắn có thực sự chết hay không vẫn chưa chắc chắn. Tộc Hiên Viên, thờ cúng bài vị của Hiên Viên Hồng, nên là hậu chi do Huyền Thiên Vương lưu lại. Huyền Thiên Vương, vậy mà lại nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên âm thanh thì thầm kia à? Hay là nói, đó mới là uy thế mà bán tiên thực sự nên có. Tuy Lý Phàm đã tăng lên bán tiên nhưng thủ đoạn thuộc về cấp tiên cũng chỉ có trận pháp mà thôi. Những thứ khác, so với giai đoạn tu sĩ phàm tục đều không có gì khác biệt về chất. Khắc ghi trong thiên huyền cảnh, tầm mắt của Lý Phàm xuyên qua tinh hải trí ám, nhìn thấy trong huyền hoàng giới. Hắn đã từng không chỉ một lần tiến vào bên trong thiên huyền cảnh và bảo tàng tưởng niệm. Cũng từng trải qua ảo giác về các trải nghiệm truyền pháp khác nhau. Có vẻ như đang trải qua quá khứ truyền pháp. Thực ra là bị âm thanh thì thầm ăn mòn. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1465, Tiên giới lưỡng huyền âm. Âm thanh thì thầm xuất hiện trong thức hải của tất cả tu sĩ từng tiến vào tổng bộ Vạn Tiên Minh. Tuy chỉ tồn tại trong ký ức, có vẻ như sẽ không gây ra sóng gió gì. Tuy nhiên, nếu tích tụ lâu ngày, sức mạnh tích lũy trong bóng tối đủ để khiến Hiên Viên Thác thoát khỏi. Bùng nổ đột ngột, chỉ bằng tính chất quỷ dị đó, e rằng tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ bị một đoạn ký ức trong quá khứ của chính mình hút khô. Ánh mắt Lý Phàm lóe lên. Tiên trận thu nhỏ lại, biến thành một điểm sáng, đưa Hiên Viên Thác vẫn đang hôn mê và ảo ảnh thiên ma vào lòng bàn tay Lý Phàm, thu vào trong cơ thể trấn áp. Sau đó, đối mặt với hướng huyền hoàng giới, Lý Phàm thần sắc bình thản, từ từ đưa tay phải ra. Khí thế chân tiên, cao cao tại thượng, lòng bàn tay lạc phàm trần, ngang dọc tinh hải. Đứng ở biên giới tinh hải, Lý Phàm xa xa đối mặt với huyền hoàng giới, vỗ một chưởng. Không hề sử dụng thủ đoạn cấp tiên, chỉ lợi dụng thế cao thấp, tiến hành đánh từ trên xuống dưới. Chân tiên tiên khư, đắm chìm trong ngộ đạo. Trong luân hồi trước đây, Lý Phàm đã chứng thực nhiều lần. Chỉ cần không phải là dao động năng lượng cấp chân tiên hoặc là sự xuất hiện liên quan đến kiếp đạo diệt đều sẽ không làm kinh động đến hắn. Thậm chí tiên trận diệt thế tiên giáng, vạn vật quy hư, hắn cũng chỉ phân ra một đạo thần niệm để xem xét. Một trường này của Lý Phàm đánh trúng chính xác vào huyền hoàng giới, bốn châu trung tâm của Vạn Tiên Minh. Mục tiêu không phải là tiên khư, cũng không có bất kỳ năng lượng nào tràn ra, khuếch tán. Chân tiên tiên khư không hề hay biết, bàn tay khổng lồ của Lý Phàm lặng lẽ hạ xuống. Trên bầu trời huyền hoàng giới, không hề xuất hiện bất kỳ điều bất thường nào. Chỉ là bốn châu trung tâm của tiên minh, không có dấu hiệu báo trước, giống như ngày tận thế, rung chuyển dữ dội vô cùng. Ngón tay Lý Phàm xuyên qua tinh hải, chạm vào cảm nhận. Bốn châu trung tâm của tiên minh chính là không gian bên trong thiên huyền kính, là sự kéo dài của huyền hoàng giới. Lần đầu tiên Lý Phàm tiến vào tổng bộ Vạn Tiên Minh, hắn đã có thể chứng kiến, trong thiên huyền kính, vô số hình ảnh đường nét đen trắng đan xen. Các đường nét đen trắng va chạm vào nhau, hai màu liên tục quấn lấy nhau, cuối cùng hình thành một điểm nhỏ hư vô. Vô số điểm nhỏ nhấp nháy, sáng tối bất định, liên tục kéo dài ra ngoài trong hư không, cuối cùng trở về màu sắc. Lúc đó, Lý Phàm còn không hiểu cảnh tượng kỳ lạ như vậy trong thiên huyền kính. Hiện tại, Lý Phàm đã hiểu, đây là thiên huyền kính đang dùng cách của mình để giải cấu huyền hoàng giới. Ánh sáng trong mắt lóe lên, năm ngón tay Lý Phàm như dao, trong nháy mắt cắt đứt kết nối giữa thiên huyền kính và huyền hoàng giới. Sau đó búng ngón tay, nắm chặt lại, cảm nhận được lực phản chấn nhẹ, Lý Phàm hơi dùng sức, kéo một cái. Lòng bàn tay trong nháy mắt xuyên qua thời không, từ huyền hoàng giới trở lại biên giới tinh hải, giống như đưa tay vớt đồ dưới nước vậy. Lúc này Lý Phàm nhìn lòng bàn tay mình, trong đó ánh sáng u ám nhấp nháy, một chiếc gương đồng cổ kính không ngừng dãy dụa trong đó. Nheo mắt lại, Lý Phàm từ bản thể thiên huyền kính trước mắt cảm nhận được những đường nét mơ hồ, thông đến huyền hoàng giới. Đây là các cấm chế mà truyền pháp đã thiết lập ban đầu, cũng như liên hệ giữa thiên huyền kính với phân thân hình người của hắn và nhiều thiên huyền phân kính. Quả không hổ danh là tiên khí trước đây, cho dù trong nháy mắt ngang dọc toàn bộ tinh hải, vẫn có thể duy trì sự ổn định của loại liên hệ này trong biến động. Lý Phàm thầm khen ngợi trong lòng, sở dĩ dùng tiên khí trước đây để mô tả là vì Lý Phàm không cảm ứng được bất kỳ dao động khí tiên linh nào trên bản thể thiên huyền kính. Những tiên khí được bảo tồn trong di sản của Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, cho dù đã trải qua sự tiêu hao của các thế hệ sử dụng huyền hoàng giới,
vẫn còn sót lại một ít khí tiên linh. Còn thiên huyền kính thì giống như đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với khí tiên linh. Ở một mức độ nào đó, hóa tiên thành phàm. Cắt không triệt để thì chính là không cắt triệt để. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể thực sự tránh được đòn đánh của kiếp đạo diệt. Liên tưởng đến ma diệt phong tai mà hắn thấy trong các tiên khí còn sót lại của huyền hoàng giới như vô lượng kính trước đây, Lý Phàm suy nghĩ miên man. Ý niệm hơi động, một vòng tròn trắng bay ra, trói chặt bản thể thiên huyền kính. Lý Phàm phân ra một đạo thần niệm, tiến vào bên trong. Trong tiền đề đã biết thiên huyền kính bị khắc ấn âm thanh ma quái thì hành sự vẫn phải cẩn thận hơn. Đã bước vào cảnh giới tiên, cho dù chỉ là một đạo thần niệm cũng đã vượt qua phàm tục. Thiên huyền kính bị một bàn tay bí ẩn từ ngoài trời trấn áp, cưỡng đoạt, lúc này tổng bộ tiên minh đã rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Truyền pháp khi đó xây dựng tổng bộ vạn tiên minh trong thiên huyền kính chính là để đảm bảo an toàn cho nó ở mức độ lớn nhất. Không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, lớp phòng ngự tưởng chừng như không thể phá vỡ này lại bị một tồn tại chưa biết phá hủy trong nháy mắt. Cho dù biết rằng đối mặt với một tồn tại khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, tổng bộ vạn tiên minh cũng không lập tức từ bỏ phản kích. Tất cả các truyền pháp giả đều tụ họp lại. Trong tổng bộ tiên minh, trận pháp, cấm chế đều được mở ra. Bước vào trạng thái khẩn cấp cao nhất. Tuy nhiên, tất cả những thủ đoạn này trong mắt Lý Phàm hiện tại đều giống như trẻ con chơi trò gia đình. Chỉ cần muốn, cho dù chỉ bằng một đạo thần niệm, Lý Phàm cũng có thể phá hủy tất cả các biện pháp phòng thủ của vạn tiên minh. Nhưng hắn không làm như vậy. Thần niệm lặng lẽ xâm nhập, không ai có thể phát hiện ra. Thần niệm hóa thân, đứng trong thiên huyền kính, cảm ứng được sức mạnh kỳ lạ có hay không bao quanh mình. Cố gắng kéo mình vào trong ảo giác của ký ức truyền pháp. Tuy âm thanh thì thầm là bút tích của cấp chân tiên, nhưng dù sao cũng là do truyền pháp thiên tôn làm vật mang mà thi triển. Đối phó với sự tồn tại phàm tục có lẽ không gì cản nổi. Nhưng muốn đối phó với Lý Phàm đã ở cảnh giới bán tiên thì có chút bất lực. Chỉ sinh ra một ý niệm kháng cự, âm thanh thì thầm đó đã không thể kéo Lý Phàm đi được nữa. Tiếp xúc là tương hỗ. Trong thời gian nó cố gắng xâm thực Lý Phàm cũng đã ở một tầng nào đó, nhìn thấy, nghe thấy nó. Trong ấn tượng lâu nay của Hiên Viên Thác, nó là tiếng thì thầm hư vô vô nghĩa. Nhưng ở đây của Lý Phàm, nhưng lại là một đoạn kinh văn trang nghiêm, thần thánh được tụng niệm. Hư ngôn, sinh sinh, ý, thần, thể, hồn, sinh ra hỗn độn, trở về hỗn độn. Một tồn tại vĩnh tồn, cũng mất cũng tồn tại. Có lẽ là vì Hiên Viên Thác chuyển kể một đoạn. Lý Phàm cố gắng phân biệt hết sức nhưng chỉ có thể nghe rõ một đoạn trong đó. Những đoạn khác là âm thanh tụng niệm nhanh chóng, mơ hồ khó phân biệt. Tiếng tụng kinh thần thánh, quỷ dị này không phải do một người nào đó phát ra, mà giống như do vô số sinh linh cùng nhau cất tiếng. Điều khiến Lý Phàm cảm thấy hơi rùng mình hơn là hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy một số giọng nói quen thuộc trong đó. Không chỉ đơn thuần là giọng nói, mà là những lời mà cố nhân đã nói trong thời gian tiếp xúc với hắn. Đạo huyền tử, ngươi khi người quá thậm, tuổi 29 đã là luyện khí hậu kỳ. Vị tiểu hữu này, ngươi đang mong đợi điều gì? Cả đời thiên dương, không yếu hơn người. Những câu đại loại như vậy, không chỉ là kiếp này, mà còn ngược dòng về những luân hồi trước đây của Lý Phàm. Cùng với những âm thanh này, những bóng hình mơ hồ cũng lần lượt xuất hiện trong thức hải của Lý Phàm. Tuy không có khuôn mặt, Lý Phàm vẫn có thể dễ dàng phân biệt được danh tính của từng người. Dưới ảnh hưởng của tiếng tụng kinh này, trong lòng Lý Phàm thậm chí còn nảy sinh một cảm giác mơ hồ, giống như Hiên Viên Thác trước đây. Hắn dường như có thể thông qua những ảo ảnh trong ký ức này để ảnh hưởng đến những người thực sự hiện tại của họ. Trong thiên huyền kính, thần niệm phân thân đứng lặng lẽ, nhắm mắt cảm ngộ. Bên ngoài thiên huyền kính, bản thể Lý Phàm đã sớm nghiêm trận dĩ đãi. Âm thanh tụng kinh huyền diệu này thậm chí có thể phản chiếu hình ảnh luân hồi trong quá khứ từ ký ức thần hồn của hắn, đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Tuy chưa chắc đã nói rằng nó đã phát hiện ra bí mật luân hồi liên tục của Hoàn Chân, nhưng Lý Phàm không thể không vô cùng thận trọng. Từng vòng tròn tiên trận đã vào vị trí, bảo vệ bên cạnh, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho Hoàn Chân. Nhưng đáng mừng là tình hình xấu mà Lý Phàm dự đoán vẫn chưa xảy ra. Lý Phàm không lơ là cảnh giác, đồng bộ với những gì thần niệm phân thân biết và cảm nhận được. Nghe đi nghe lại, không hiểu sao Lý Phàm lại nảy sinh cảm giác quen thuộc mơ hồ. Suy nghĩ một chút, trong đầu hắn, âm thanh có vẻ như không phải,
cùng với ký ức ùa về. Đạo, từ xưa, tàn, tuyệt diệt, hành niệm tu, thông ý, hướng thần. Ngàn hồn di chuyển, trăm phách chuyển, vô tội. Âm thanh này song hành với âm thanh tụng kinh huyền diệu. Cả hai cùng vang lên, không những không ảnh hưởng lẫn nhau mà ngược lại, âm thanh truyền đến từ mỗi bên lại trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt Lý Phàm, dường như xuất hiện hai bóng người. Một bên trái một bên phải, kể cho hắn nghe một số đại lý của thế gian. Ngẩn người một lúc, Lý Phàm nhanh chóng phản ứng lại nguồn gốc của âm thanh này. Chính là kiếp Thánh Hoàng, khi đối mặt với ma diệt phong tai, Thiên Đô Đại Pháp Sư đã tụng niệm một đoạn tiên quyết. Kiếp trước, bia vô tự xuất hiện, muốn biến mọi thứ thành chữ viết trên bia. Trước dòng lưu quang như thác nước, Đại Pháp Sư cũng từng tụng niệm đoạn tiên quyết tránh họa này. Lúc đó, Lý Phàm nghe thấy cũng từng cố gắng ghi nhớ, nhưng lại bị Đại Pháp Sư khinh thường và chế giễu. Lúc đó, Lý Phàm còn không hiểu tại sao. Hiện tại sau khi đăng lâm tiên cảnh nghe lại, Lý Phàm mới phát hiện, giống như âm thanh tụng kinh huyền diệu, tiên và phàm tuy nghe thấy cùng một đoạn âm thanh, nhưng lại có sự khác biệt quan trọng. Đạo sinh, từ xưa truyền. Bi thương, đạo tuyệt diệt. Hành hỗn niệm tu, thông đạo ý, hướng thần thần. Ngàn hồn di chuyển, trăm phách chuyển. Vô hạn, vô biên, vô tội. Tiên phàm nghe, khác nhau một trời một vực. Tâm thần Lý Phàm chấn động mạnh, không khỏi đắm chìm vào tiên quyết chánh họa chân chính này. Dường như thân thể ta không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng có thể xóa bỏ một mức độ nhất định sự ăn mòn của âm thanh tụng kinh huyền diệu đối với ta. Ánh sáng lóe lên trong mắt, Lý Phàm phúc lâm tâm đến, cũng theo đó tụng niệm tiên quyết chánh họa này. Bị âm thanh tụng kinh huyền diệu bao phủ, cảm giác rùng mình, bất an trong lòng từ từ tiêu tan. Nỗi sợ hãi nhỏ bé này, bản thân Lý Phàm lại không nhận ra được bao nhiêu. Chỉ khi nó thực sự tan biến, sự thay đổi rõ rệt trước sau mới khiến Lý Phàm phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nếu ta chỉ chịu ảnh hưởng của bất kỳ âm thanh đạo huyền nào trong số đó, cho dù đã là bán tiên, cũng không thể tránh khỏi việc chìm sâu vào đó. Nhưng bây giờ, hai âm thanh đạo huyền cùng xuất hiện, dường như đã tạo thành một loại cân bằng nào đó. Chúng cạnh tranh lẫn nhau, nhưng lại khiến ta không sao. Lý Phàm thở dài nhẹ nhõm. Sức mạnh cấp độ chân tiên, quả nhiên quỷ dị vô cùng. Tiếp xúc với nó, thực sự không thể sơ suất. Đạo âm của Đại Pháp Sư là tiên quyết chánh họa. E rằng cũng chính là nhờ tiên quyết này mà nó mới có thể an ổn ẩn náu trong huyền hoàng giới, mãi mãi không bị quấy rầy. Đã đích thân trải nghiệm sự kỳ diệu của tiên quyết chánh họa, Lý Phàm lại nhìn về phía âm thanh tụng kinh huyền diệu. Thông qua ảo ảnh ký ức quá khứ, ảnh hưởng, thay đổi hiện thực à, nhìn vào vô số bóng hình hư ảo đứng trong thức hải của mình. Ánh mắt Lý Phàm dừng lại trên một bóng hình trong số đó. Ý niệm tập trung. Không có bất kỳ dao động tiên linh lực nào, thậm chí ngay cả dao động năng lượng của phàm tục cũng không xuất hiện. Chuyện kỳ lạ đến khó tin lại xảy ra trong nháy mắt. Huyền hoàng giới, đảo Lưu Ly, Hà Chính Hạo đang nhìn chằm chằm vào thiên huyền tiểu kính. Vì một trưởng của Lý Phàm, tổng bộ tiên minh mất tích, sự kiện thiên biến này khiến cho giá cả của tất cả các vật tư đều mất kiểm soát như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Mẹ kiếp, ngay cả bán cũng không cho bán. Đây là tâm huyết cả đời của tôi. Trong mắt Hà Chính Hạo toàn là tơ máu, đã mơ hồ rơi vào cảnh điên cuồng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Đầu óc như bị người ta bổ đôi ra, chịu một đòn nặng nề, trực tiếp ngã gục xuống đất. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Như mất nửa cái mạng, mồ hôi đầm đìa, cỏ linh vụ. Độ cống hiến của ta đều lỗ vốn hết sao? Sơn Hà ẩn Long Công. Hà Chính Hạo nhìn vào vô số ký ức hiện ra trong đầu, đột nhiên ngây người. Là do ta bị đả kích quá lớn nên xuất hiện ảo giác à? Những ký ức xuất hiện trong đầu quá phức tạp, hỗn loạn, Hà Chính Hạo mất rất lâu mới miễn cưỡng sắp xếp chúng lại. Cái này, quá chân thực, giống như chính tôi đã trải qua vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Càng sắp xếp, Hà Chính Hạo càng kinh hãi, cảm thấy khó tin. Nhưng mà, Sơn Hà ẩn Long Công. Chẳng phải đây là công pháp mà tôi ngày đêm mong nhớ, mơ ước sao? Đột nhiên, hắn như nhận ra điều gì, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, đây là thật? Hà Chính Hạo cẩn thận viết ra những dòng chữ hiện ra trong trí nhớ. Chỉ mới viết được mở đầu, thân hình hắn đã không tự chủ được mà cứng đờ. Tuyệt đối không sai, đây chính là Sơn Hà ẩn Long Công hàng thật giá thật. Thật không ngờ lại tự động xuất hiện trong đầu ta.
Vậy chẳng phải ta đã trực tiếp tiết kiệm được mấy chục vạn độ cống hiến sao? Trái tim Hà Chính Hạo đập thình thịch. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến đường hộ pháp của Vạn Tiên Minh chấp pháp nghiêm ngặt, hắn lại trở nên ủ rũ như quả cà bị sương đánh. Không đúng, tổng bộ Tiên Minh đã mất tích hết rồi. Vạn Tiên Minh còn tự lo không xong, ai còn quản chuyện công pháp bị tiết lộ chứ? Loạn thế này, rồng rắn nổi lên, có lẽ là cơ hội cho những người như chúng ta. Không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt Hà Chính Hạo xuất hiện tia sáng nguy hiểm, Huyền Thiên Phong Linh Trận. Tiếp theo, Hà Chính Hạo sắp xếp trí nhớ, còn có thu hoạch, liên tiếp kinh ngạc. Biên giới Tinh Hải, khi Lý Phàm lợi dụng sức mạnh của âm thanh tụng kinh huyền diệu, thay đổi trí nhớ của Hà Chính Hạo. Bản thân hắn cũng tương ứng xảy ra biến hóa kỳ lạ. Lý Phàm nhạy bén nhận ra, trong cơ thể mình lại xuất hiện thêm vài luồng linh lực. Chương 1466, Bí mật Sọ Thiên Tôn. Vài luồng linh lực này, so với tu vi bán tiên hiện tại của Lý Phàm, quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng lại xuất hiện đột ngột như vậy, không có dấu hiệu báo trước. Lý Phàm không thể không coi trọng. Phân biệt cẩn thận một hồi, Lý Phàm dần dần hiểu ra. Những linh lực xuất hiện không rõ nguyên do này, chính là do bản thân sau khi phát động tụng kinh huyền âm, những thay đổi xảy ra với Hà Chính Hạo ở kiếp này. Sự xuất hiện của linh lực bắt nguồn từ phản hồi của Tọa Thiên Quyết. Mà lực phản hồi lại chỉ có thể bắt nguồn từ sự gia tăng thực lực của Hà Chính Hạo. Nhưng Hà Chính Hạo chỉ thức tỉnh ký ức, tu vi đến nay, căn bản không có tiến triển thực chất nào. Thông qua sự liên hệ không rõ nguyên do tụng kinh huyền âm tạo ra, tầm mắt của Lý Phàm như thể xuyên qua thời không trong nháy mắt, rơi vào người Hà Chính Hạo. Có thể nói, Lý Phàm hiểu rõ Hà Chính Hạo còn hơn cả bản thân Hà Chính Hạo. Chỉ trong nháy mắt, Lý Phàm đã nhìn ra Hà Chính Hạo kiếp này khác với trước kia. Ban đầu, Hà Chính Hạo này chỉ có chút kiến thức về trận pháp. Về mặt tu hành thiên tư hoặc là tâm tính đều không tính là thượng thừa. Nhưng bây giờ, trên mặt Lý Phàm đột nhiên hiện lên vẻ mặt kỳ lạ. Hà Chính Hạo kiếp này có tư chất mạnh mẽ trong toàn bộ huyền hoàng giới, cũng thuộc hàng thượng đẳng. Hơn nữa, tâm tính cũng đang âm thầm thay đổi. Hà Chính Hạo trước kia, sau khi trải qua đủ mọi gian nan trong cuộc sống, tư tưởng an phận thủ thường mãnh liệt gần như chiếm trọn tâm trí của hắn. Lý tưởng lớn nhất trong đời chính là sau khi thành danh sẽ trở về Thiên Vũ Châu Hằng Gia, trước mặt Hằng Nhược Thủy ngẩng cao đầu. Còn giống như kiếp này, muốn giành lấy một chỗ đứng trong thời đại tranh đấu long tranh hổ đấu. Nếu không phải Lý Phàm đích thân chứng kiến sự thay đổi này, hắn gần như phải nghi ngờ có phải một linh hồn khác đã đoạt xá Hà Chính Hạo hay không. Là cái gì đã dẫn đến sự thay đổi như thăng hoa này? Chỉ là những ký ức thừa thãi đó thôi sao? Lý Phàm hiện tại có quá nhiều phương pháp có thể thực hiện việc truyền ký ức giả thành thật. Nhưng trong quá trình truyền ký ức còn có thể khiến đối phương đạt được hiệu quả gần như thăng hoa cuộc sống. Điều này thì không dễ dàng. Tụng kinh huyền âm, vẻ mặt Lý Phàm dần trở nên nghiêm túc. Hắn không dễ dàng thay đổi lại những ảo ảnh ký ức khác hiện ra trong đầu. Có Hà Chính Hạo, mẫu vật quan sát này hiện tại đã đủ rồi. Rốt cuộc là ảo giác của ta hay là sự thay đổi thực sự xảy ra trên người ngươi, để ta thêm dầu vào lửa cho ngươi. Theo ý niệm của Lý Phàm khẽ động, vòng tròn trói buộc bên ngoài Thiên Huyền Kính đột nhiên bùng phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Phân tích đặc tính của Thiên Huyền Kính, tiên trận tiến hành diễn biến liên quan. Một lát sau, Thiên Huyền Kính dựa vào đặc tính tiên khí của chính mình, cùng với đủ loại liên hệ trong huyền hoàng giới, bị Lý Phàm cưỡng ép cắt đứt. Vạn Tiên Minh lấy Thiên Huyền Kính và Diễn Pháp Ngọc làm nền tảng lập minh. Hiện tại, với sự biến mất của hai người này và tầng lớp cao cấp của Tiên Minh, Vạn Tiên Minh một lần nữa rơi vào hỗn loạn lớn hơn. Những người sáng suốt đều có thể nhận ra rằng thế lực khổng lồ vốn thống trị hơn một nửa đất đai của huyền hoàng giới này đã đến bờ vực tan rã. Có lẽ trong thời gian ngắn, do uy thế trước đây của Vạn Tiên Minh và truyền pháp Thiên Tôn, các tu sĩ vẫn có thể duy trì một mức độ lý trí nhất định. Nhưng không lâu nữa, hỗn loạn, giết chóc chắc chắn sẽ nhanh chóng giáng xuống huyền hoàng đại địa. Biến động của Vạn Tiên Minh tất nhiên không thể giấu được những vô thượng thiên tôn của Ngũ Lão Hội. Nhưng hiện tại, Lý Phàm tạm thời không có thời gian để giải quyết họ. Để ngăn Ngũ Lão Hội phá vỡ quan sát của mình, Lý Phàm búng tay, bắn ra một bóng kiếm. Kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt đã vượt qua biển sao, giáng xuống huyền hoàng giới. Dọc theo đường phân giới ban đầu giữa Vạn Tiên Minh và Ngũ Lão Hội, nhẹ nhàng vạch ra.
bức tường sương mù trắng nuốt chửng nguyên khí ở ranh giới giữa các châu, dưới sự ảnh hưởng của bóng kiếm, biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là một khe núi sâu không thấy đáy. Trên khe núi, dường như có vô số bóng kiếm bao phủ. Tất cả các tu sĩ nhìn thấy khe núi này, trong đầu đều hiện lên suy nghĩ đầu tiên như vậy. Vượt qua sẽ chết. Đây không phải là lời đe dọa hù dọa, mà là Lý Phàm với tư cách là bán tiên, có sự áp chế tuyệt đối với sinh mạng phàm tục. Ngay cả năm vị trường sinh cảnh của Vạn Tiên Minh cũng phải ngoan ngoãn chịu sự ràng buộc. Trong nháy mắt, Lý Phàm đã dựng xong sân khấu cho Hà Chính Hạo. Sự chú ý của Lý Phàm một lần nữa trở lại với âm thanh ma quái của tụng kinh đã tạo ra mọi sự thay đổi kỳ lạ. Sau khi thưởng thức cẩn thận, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, nếu nói rằng chữ Triện Chân Tiên là dùng văn tự để diễn giải đại đạo chí lý giữa trời đất. Vậy thì âm thanh ma quái tụng kinh có nguồn gốc từ Huyền Thiên Vương cùng với tiên quyết bảo hộ của Thiên Đô Đại Pháp Sư chính là dùng phương pháp âm thanh để phân tích đại đạo. Nếu so sánh ngang hàng, uy năng thực tế mà cả hai thể hiện, Lý Phàm hơi nhíu mày, nhất thời cũng có chút do dự. Thực sự là cho đến nay, hiểu biết về hệ thống âm thanh vẫn còn quá ít. Tiên Triện có nguồn gốc từ sáng tạo của Minh Đạo Tiên. Chẳng lẽ âm thanh huyền diệu này cũng là tác phẩm của một vị chân tiên vô danh nào đó? Lý Phàm không khỏi nhíu mày suy đoán. Tuy hiện tại hiểu biết về âm thanh huyền diệu chỉ là một phần nhỏ, nhưng trong quá trình thực hành trên người Hà Chính Hạo đã khơi dậy ở Lý Phàm sự tưởng tượng vô hạn về loại lực lượng kỳ lạ này. Ký ức tưởng tượng trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện thực. Lý thuyết này ở cảnh giới cao nhất chẳng phải có thể thông qua việc sửa đổi hành vi trong ký ức của chính mình để thay đổi và bóp méo hiện thực sao? Từ đó đạt được hiệu quả tương tự như chân thực. Lý Phàm càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng đó chỉ là giới hạn lý thuyết. Thần thông này tuyệt đối không thể đạt được một cách dễ dàng. Suy nghĩ của Lý Phàm bị thiên huyền kính bị tiên trận trói buộc trong tay truyền đến ý niệm nịnh nọt, giao tiếp làm gián đoạn. Hậu bối kính huyền, bái kiến thượng tiên. Giọng nói của thiên huyền kính giống hệt như giọng nói của phân thân con người đã từng giao tiếp trong ký ức. Phải nói rằng, quả không hổ danh là tiên khí trước đây. Tuy hiện tại đã rơi xuống phàm trần nhưng tầm nhìn vẫn còn đó. Chỉ liếc mắt đã nhận ra cảnh giới hiện tại của Lý Phàm. Kính huyền. Lý Phàm hừ lạnh trong lòng, không thèm để ý đến thiên huyền kính. Thần niệm phân thân trong thiên huyền kính càng không thèm để ý đến thân thể mà đối phương hiện ra. Trực tiếp vượt qua, hướng về phía bảo vật thần tàng quán mà bay đi. Kính huyền lộ vẻ xấu hổ, không biết mình đã đắc tội gì với vị thượng tiên này. Nhưng đối với vị chân tiên đột nhiên xuất hiện này của Lý Phàm, Kính huyền cũng tuyệt đối không dám đắc tội. Đã khi đối phương không thích, hắn cũng không đi theo nữa, chỉ ở xa xa, âm thầm quan sát. Mọi chuyện xảy ra trong thiên huyền kính, tất nhiên đều không thoát khỏi mắt hắn. Thần niệm phân thân của Lý Phàm nhẹ nhàng đi quen, ngang qua bảo vật thần tàng quán, đi thẳng đến vị trí trung tâm. Trong thiên huyền kính, bảo vật vô số. Bảo vật thần tàng quán càng có hàng ức tàng phẩm. Nhưng thứ đáng để Lý Phàm coi trọng như vậy cũng chỉ có đầu lâu của Bạch Tiên Sinh được đặt ở trung tâm thần tàng quán. Dường như đã sớm biết được mục tiêu của Lý Phàm. Đến trước đầu lâu, một thân hình đã đứng đó từ lâu, chờ đợi. Chính là quản lý bảo vật thần tàng quán, Đế Tam Mô. Do chỉ là thần niệm phân thân, Lý Phàm trước đầu lâu không cảm thấy ham muốn nuốt chửng mãnh liệt như chân thực. Lý Phàm không vội lấy đầu lâu, mà hứng thú quan sát Đế Tam Mô. Vị lão giả này, dung mạo so với hình ảnh của mình trong tiên cảnh đã sụp đổ, cách đây hàng nghìn năm, dường như không có gì thay đổi. Ngươi biết ta muốn lấy thứ này. Đế Tam Mô chắp tay, không ti không càng nói, đáng để chân tiên phải đích thân đến, tàng phẩm trong quán tuy nhiều nhưng chỉ có một thứ này mà thôi. Lý Phàm đưa tay, lấy đầu lâu của Bạch Tiên Sinh ra. Không cảm thấy bất kỳ cấm chế, chống cự nào, nghĩ đến là Đế Tam Mô trước mắt này, không còn dãy dụa vô ích nữa. Trong lúc lặng lẽ, đã gỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng thủ. Ngươi biết tính đặc biệt của đầu lâu này à? Lý Phàm lắc lư đầu lâu của Bạch Tiên Sinh, hỏi. Tiểu nhân không biết. Chỉ là di cốt của cố nhân, gặp lại một lần nữa, trong lòng buồn bã. Cho nên mới bảo quản cẩn thận mà thôi. Đế Tam Mô rất rõ ràng, nói lời không thật lòng. Nói dối trước mặt bản tôn, ngươi không sợ sao? Thần niệm phân thân của Lý Phàm nheo mắt lại. Đế Tam Mô lại chắp tay, tiểu nhân, sẽ không chết. Cho dù là chân tiên, cũng không thể thực sự giết chết ta. Nhưng ta cũng có vô số cách,
khiến ngươi sống không được, chết không xong. Lý Phàm cười nói. Thần sắc Đế Tam Mô không thay đổi, khuôn mặt già nua, như thể đã nhìn thấu mọi thứ, đau khổ đối với ta mà nói, cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên là không sợ, không sợ. Thần niệm phân thân gật đầu nhẹ, không làm khó nữa. Chỉ nhàn nhạt nói, đưa ta đi dạo một vòng thần tàng quán này đi. Đầu lâu trong tay, đã biến mất không thấy. Thượng tiên mời bên này. Nếu theo thứ tự tham quan bình thường do Vạn Tiên Minh quy định thì trạm đầu tiên hẳn là chế tạo thời đại. Nhưng tiểu nhân lại có ý kiến khác. Tham quan bảo vật thần tàng quán nên bắt đầu từ một di tích. Thần niệm phân thân đi theo Đế Tam Mô, từ từ đi sâu vào bên trong thần tàng quán. Lần tham quan trước, không đạt được, dường như không phải là không gian mở cửa cho bên ngoài, ngoài thiên huyền kính. Bản tôn Lý Phàm cầm đầu lâu của Bạch Tiên Sinh. Cảm nhận được sự thôi thúc cực độ khao khát truyền đến từ chân thực. Không phải là lần đầu tiên gặp nhưng so với trước đây, Lý Phàm đã bước vào tiên cảnh, lại cảm ứng được sự khao khát của chân thực thậm chí còn mãnh liệt hơn. Di niệm vĩnh hằng, trong đầu lâu của Bạch Tiên Sinh, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Lật tay trước tiên trấn áp thiên huyền kính, dưới sự bảo vệ của một vòng tiên trận bạch hoàn, Lý Phàm bắt đầu thử nghiệm để chân thực nuốt chửng di niệm vĩnh hằng. Có chút giống với việc nuốt chửng di niệm vĩnh hằng của Thiên Dương lúc trước. Đầu óc truyền đến một trận choáng váng nhẹ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Lý Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, quan sát xung quanh. Không phải giống như di niệm Thiên Dương trước đó, thay thế thân phận của Thiên Dương trong chấp niệm hành động, mà dường như là bản thân tham gia, giáng lâm. Dường như vẫn đang ở trong hư không, xung quanh một mảnh đen tối, mênh mông vô bờ. Bay về phía trước một đoạn thời gian, Lý Phàm đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ. Mà ở không xa, một thân hình đứng sừng sững. Lý Phàm không xa lạ gì với hắn. Dung mạo của hắn chính là Tô Bạch, Bạch Tiên Sinh. Nhưng khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, trái tim Lý Phàm đập thình thịch. Cảm giác đó giống như chỉ khi gặp phải nguy cơ sinh tử mới xuất hiện cảnh báo bản thân. Giống như gặp phải một tồn tại cực kỳ hung hiểm, đáng sợ, cho dù đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác nào, sự bất an trong lòng Lý Phàm cũng có xu thế ngày càng mãnh liệt. Đây là tình huống gì? Lý Phàm kinh ngạc trong lòng. Tô Bạch chỉ là trường sinh thiên tôn mà thôi. Đừng nói đối phương đã ngã xuống, cho dù là thời kỳ đỉnh cao, Lý Phàm đã ở cảnh giới bán tiên, cũng tự tin sẽ không thua hắn. Vậy tại sao, trong cảnh giới di niệm vĩnh hằng mà đối phương để lại vô cớ xuất hiện cảm giác nguy cơ như vậy? Trong lòng thầm niệm chân thực, không có phản ứng. Mà là thần niệm phân thân, cũng phát hiện thân thể bản tôn của mình vẫn dừng lại trong hư không của trí ám tinh hải. Vào di niệm vĩnh hằng của Tô Bạch, chỉ là một thần hồn của bản thân, sẽ không thực sự ảnh hưởng đến sự sống chết của bản thân trong hiện thực. Tuy đã xác định được điều này nhưng cảm giác kinh hoàng của Lý Phàm vẫn không thể dừng lại. Dần dần, Lý Phàm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Sự khác thường trong lòng mình không phải vì cảnh báo nguy cơ sinh tử, mà là vì khi đối mặt với thợ săn cấp cao, bản năng xuất hiện sự sợ hãi. Thúc giục Lý Phàm nhanh chóng trốn thoát. Cấp cao. Sợ hãi. Lý Phàm trước tiên là sửng sốt, sau đó chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Bản thân mình hiện tại đã là cảnh giới bán tiên, Tô Bạch chỉ là huyền hoàng nhất sinh. Bản thân mình sao có thể đối với hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, mang theo sự khó hiểu vô tận và không phục. Lý Phàm lại một lần nữa cẩn thận quan sát Bạch Tiên Sinh trước mặt. Lúc này mới mơ hồ nhìn ra một số chỗ không ổn. Tuy đều mang cùng một khuôn mặt nhưng Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ, trong mắt luôn tràn đầy lòng từ bi. Giống như những gì Hứa Khắc và những đứa trẻ mồ côi trong ngôi miếu đổ nát ở Ninh Viễn Thành đã nói. Bạch Tiên Sinh là người tốt nhất trên đời, là người đẹp nhất. Tập hợp tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên thế gian vào một thân. Còn người trước mắt này, nói không nên lời sự tà ác, quỷ dị. Tuy đối phương vẫn nhắm mắt, Lý Phàm dường như cũng có thể nhận ra trong mắt đối phương tràn ngập sát ý và sự điên cuồng. Sự khác biệt này, rốt cuộc, Lý Phàm trong lòng vẫn đang thầm kinh ngạc. Không xa, Tô Bạch tà tính, đột nhiên mở mắt. Không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục. Lý Phàm như trở về khoảnh khắc trước đó, nhưng chỉ có bản thân hắn biết. Ngay lúc nãy, hắn đã bị Tô Bạch tà tính giết chết trong nháy mắt. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Lý Phàm. Chẳng lẽ, tu vi trong hiện thực của ta
không mang vào được di niệm vĩnh hằng này. Trong đầu Lý Phàm trước tiên nảy ra ý nghĩ này, nhưng sau một hồi xác nhận, Lý Phàm lại trực tiếp phủ định. Ta là cảnh giới bán tiên không sai chứ, vừa nãy rốt cuộc chết như thế nào? Lý Phàm vừa kinh vừa giận trong lòng. Thảo nào bóng đen kia đứng im lâu như vậy, hóa ra là thời gian chuẩn bị đã được dành sẵn. Hắn phát hiện ra rằng trong ảo cảnh này, tất cả những gì mình học được dường như đều có thể thi triển mà không gặp trở ngại. Vì vậy, lần này, Lý Phàm chọn cách ra tay trước. Cửu Thiên giáng trần chỉ, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khóa chặt Tô Bạch tà tính, định đè chết hắn như một con kiến. Nhưng ngay khi thần thông sắp rơi vào người hắn, thân hình Tô Bạch đột nhiên biến mất không thấy. Lý Phàm sửng sốt, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, bản thân đã trở nên nhỏ như một con kiến, nằm trên đầu ngón tay của Tô Bạch tà tính. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1467, Thuấn sát Bạch tà tính. Tô Bạch tà tính, trong nháy mắt, đã bắt chước Lý Phàm, cũng thi triển một chiêu Cửu Thiên giáng trần chỉ. Hơn nữa uy lực còn mạnh hơn Lý Phàm gấp nghìn lần. Một lực lượng khổng lồ không thể diễn tả được giáng xuống, Lý Phàm không giống như lần trước chết mà không hề hay biết, mà có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể, thần hồn của mình từng chút một bị nghiền nát. Với thực lực trước đó của Tô Bạch tà tính có thể giết chết Lý Phàm trong nháy mắt, rất rõ ràng, hắn đang cố tình tra tấn. Lý Phàm thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy, trên mặt đối phương lộ ra vẻ hơi hưởng thụ. Ngươi, cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục, Lý Phàm một lần nữa trở về trước khi gặp Tô Bạch tà tính. Hai lần chết liên tiếp khiến Lý Phàm vô cùng ức chế. Nhưng dù sao cũng trải qua nhiều năm luân hồi, tâm tính không tầm thường. Chỉ một lát sau, Lý Phàm đã bình tĩnh lại. Sự kinh ngạc và tức giận trước đó của hắn chỉ là vì hắn cho rằng trường sinh cảnh lại có thể giết chết ngay lập tức bán tiên như hắn. Sự chênh lệch cực lớn này khiến hắn như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Phàm có thể chắc chắn rằng thực lực của Tô Bạch tà tính tuyệt đối không chỉ đơn giản là trường sinh cảnh. Tu tiên giới, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu bị giết, không có gì đáng tức giận. Nơi này không phải là thế giới thực, mà là cảnh tượng hư ảo do di niệm vĩnh hằng tạo ra. Tô Bạch tà tính xuất hiện ở đây, không nói một lời đã ra tay tấn công. Hơn nữa còn dành cho người được thử thách một khoảng thời gian chuẩn bị nhất định. Cho dù thử thách thất bại, sau khi chết cũng có thể hồi sinh ngay lập tức. Lý Phàm suy nghĩ, đã mơ hồ biết được nội dung thử thách của di niệm vĩnh hằng của Tô Bạch. Đánh bại Tô Bạch tà tính. Trong hiện thực, e rằng toàn bộ huyền hoàng giới, hắc ám tinh hải đều không ai có thể làm được. Nhưng đây là ảo cảnh do di niệm vĩnh hằng tạo ra, có thể coi là một thí nghiệm về tư duy. Mọi phương tiện có thể nghĩ đến đều có thể. Ở một mức độ nào đó, đây chính là phiên bản nâng cao của thiên huyền kính tọa mà luận đạo, chức năng chiến đấu. Lý Phàm bừng tỉnh, tiên trận, huyền nguyên thủy linh. Hắn suy nghĩ nhanh chóng, trong đầu hắn, giải ly điệp đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô tận. Thật giống như trong nháy mắt thực sự bổ sung hoàn chỉnh trận pháp huyền nguyên thủy linh còn thiếu. Hai màu đen trắng xoay quanh Lý Phàm không ngừng. Trong hư vô khai mở ra địa hỏa thủy phong, diễn hóa thành một thế giới. Lý Phàm đứng sừng sững ở trung tâm, giống như vị thần sáng thế, tạo vật chủ trong truyền thuyết. Hắn có một ảo giác, chỉ cần mình ở trong trận này, hắn có thể theo ý nghĩ của mình, đi điều khiển, cắt giảm mọi thứ dưới sự bao phủ của trận pháp. Giải ly điệp hiện tại, tất nhiên vẫn chưa có được trận đồ hoàn chỉnh của trận pháp huyền nguyên thủy linh. Nhưng đã nắm giữ được 9/3, lại có nhận thức định lượng, định tính về uy năng cụ thể của trận pháp hoàn chỉnh. Vì vậy, với sự trợ giúp của không gian di niệm vĩnh hằng của Tô Bạch, trực tiếp bỏ qua quá trình đạt đến trung gian, trực tiếp hình dung ra kết quả cuối cùng. Trong hư không, Lý Phàm ngồi ở trung tâm trận pháp huyền nguyên thủy linh. Thế giới mới khai mở, nhanh chóng lan rộng về bốn phương. Rất nhanh đã nuốt chửng Tô Bạch tà tính đang đứng nguyên tại chỗ. Ta là chủ tiên giới. Lý Phàm triệu hồi sức mạnh vĩ đại của tiên trận, biến vô số quy luật khai mở thế giới thành xiềng xích. Muốn trói buộc Tô Bạch tà tính, huyền nguyên thủy linh hợp nhất 9 trận pháp, quả thực đã thể hiện được sự khủng khiếp của nó. Những luồng sáng nhỏ bé trôi ra khỏi cơ thể Tô Bạch tà tính, hòa vào thế giới mới khai mở của Lý Phàm. Cùng lúc đó, vô số bóng hình Tô Bạch xuất hiện trên trời đất.
mỗi người trong số họ dường như đều có thực lực của trường sinh cảnh. Như vô số con kiến, chúng kéo đến vây quanh Tô Bạch tà tính. Bị ngày càng nhiều xiềng xích trói chặt, Tô Bạch dường như đã từ bỏ dãy giụa. Không nhúc nhích, chỉ mặc cho trận pháp huyền nguyên thủy linh cắt giảm thực lực của mình. Nhưng nụ cười tà mị trên khuôn mặt hắn lại khiến lòng Lý Phàm không yên. Rất nhanh, Lý Phàm biết được sự bất an trong lòng mình thực sự đến từ đâu. Tiên trận huyền nguyên thủy linh dường như không thể chạm tới giới hạn thực lực của Tô Bạch tà tính. Cho dù mỗi khoảnh khắc đều có thể trực tiếp cắt giảm theo giới hạn trên mà lý thuyết trận pháp cho phép. Việc trừ khử vô tận như vậy, đối với Tô Bạch tà tính mà nói, dường như chẳng là gì cả. Sao có thể? Lý Phàm quá đỗi kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ rằng cuộc thử thách này có phải là trò đùa mà Bạch tiên sinh đã tạo ra cho hậu nhân trước khi ngã xuống hay không. Trên lý thuyết, trận pháp huyền nguyên thủy linh hoàn chỉnh, mỗi nhịp thở đều có thể biến tiên thành phàm, biến phàm thành tiên. Tương đương với việc liên tục bị cắt giảm tu vi của chân tiên nhưng Tô Bạch tà tính vẫn luôn đứng vững như núi, không hề lay động. Vô danh cảnh, trong lòng Lý Phàm càng thêm kinh ngạc. Nhưng Tô Bạch tà tính bên kia dường như đã chơi chán trò vô vị này. Thậm chí còn chủ động truyền tải để trận pháp huyền nguyên thủy linh cắt giảm một lần cho đã. Như thể tu vi vô tận của chân tiên tràn vào thế giới do Lý Phàm khai mở. Trong hư không vô tận, mở rộng vô hạn, trong nháy mắt đã đi được hàng tỷ dặm. Ngay cả giải ly điệp của tiên giới cũng dần đạt đến cực hạn chịu tải. Những vết nứt xuất hiện, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, từng mảnh vỡ tan. Tiên giới do Lý Phàm tạo ra cũng theo sự sụp đổ của trận pháp huyền nguyên thủy linh mà đón nhận ngày tận thế. Lần này, Lý Phàm đã chôn thân trong đại kiếp diệt tiên giới, vô danh chân tiên cảnh. Không lâu sau, Lý Phàm một lần nữa sống lại, bắt đầu suy ngẫm trong hư không về những phương tiện mà mình nắm giữ, về mặt lý thuyết có thể chống lại vô danh cảnh, hợp với đạo nhất. Khi Tô Bạch tà tính tấn công lần nữa, trong tay Lý Phàm đột nhiên xuất hiện một cây bút vẽ bảy màu. Câu, ý niệm vừa động, trong hư không phía trước, lập tức xuất hiện một chữ chân tiên. Giống như một sợi xích vàng vô hình, giam cầm Tô Bạch tà tính. Loạn, ơ, hốn, ổ. Từng chữ chân tiên đại diện cho quy luật đại đạo của trời đất, dưới nét bút của Lý Phàm, liên tục bay về phía Tô Bạch tà tính. Lúc này đây, Lý Phàm như hóa thân thành minh đạo tiên trong truyền thuyết. Cạn kiệt lẽ trời đất, lấy đạo chế địch, vô số ký tự, từ trạng thái chữ triện, ngược trở về hình dạng nét chữ. Đan thành mộng cảnh huyền ảo, kỳ diệu, không ngừng kéo Tô Bạch tà tính vào. Thân thể Lý Phàm cũng được vô tận đại đạo bao bọc, như thể trở thành đạo thực sự, không còn nhìn rõ được nữa. Nhìn thấy trận chiến lần này, dường như đã có hy vọng chiến thắng. Nhưng Lý Phàm vô tình liếc mắt, vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt Tô Bạch tà tính đối diện, có chút chế giễu. Lòng Lý Phàm bỗng chốc nhảy dựng. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Tô Bạch tà tính đang mắc kẹt trong tâm trấn đại đạo, từ từ đưa tay phải ra. Vô tận nét chữ, như bị thứ gì đó hấp dẫn, đều chuyển mục tiêu, tụ về phía hắn. Ba khí tức, vô tận đại đạo mà Lý Phàm viết ra, đều biến mất. Hóa thành một viên kẹo trong suốt, bị Tô Bạch tà tính ném vào miệng, rắc một tiếng, nhai nát. Lần này, Lý Phàm đã trải nghiệm cảm giác bị luyện thành kẹo, bị người khác nuốt sống là như thế nào. Ngay cả minh đạo tiên cũng không được à. Lúc này, trong lòng Lý Phàm không còn bất kỳ cảm xúc kinh ngạc hay tức giận nào nữa. Như thể đã tê liệt, trước tiên hãy gác lại việc thực lực mà Tô Bạch tà tính thể hiện ra có hợp lý hay không, có tồn tại hay không. Hắn chỉ nghĩ làm thế nào để giết chết đối phương, hoặc nói cách khác là đánh bại đối phương. Cách thông thường không được, vậy thì ta dùng cách mà ta giỏi nhất. Một lần nữa đứng trên sàn đấu thử thách, Đăng Lâm, Lý Phàm hét lớn một tiếng. Ảo ảnh hóa từ sức mạnh phản hồi Đăng Lâm của huyền hoàng giới được lưu trữ trong cơ thể, lần lượt biến thành hiện thực. Thậm chí trong không gian ảo tưởng này, số lượng còn tăng lên gấp hàng triệu lần. Trong nháy mắt, vô số huyền hoàng giới tỏa sáng như những tại sao, đồng loạt phi thăng. Cảnh tượng kỳ lạ này, ngay cả Tô Bạch tà tính đến giết Lý Phàm cũng không khỏi bị thu hút sự chú ý. Hàng tỷ huyền hoàng giới khi sắp đạt đến điểm giới hạn biến đổi. Trong một ý niệm của Lý Phàm đã mất đi động lực thăng hoa. Trong nháy mắt, từ đỉnh cao của thế rơi xuống. Giống như vô số thạch đầu khổng lồ rơi xuống biển sâu. Trong nháy mắt, dấy lên những cơn sóng kinh hoàng. Vô số luồng hắc khí chui ra từ mọi khe nứt trong không gian. Tích tiểu thành đại,
biến thành những con mãnh thú hung dữ đáng sợ. Trong đó, hắc khí tụ tập nhiều nhất, thậm chí còn biến thành từng thân hình người. Chính là có 8-9 phần giống với linh hồn trời đất của huyền hoàng giới Mặc Sát. Ngay cả Lý Phàm là người khởi xướng cũng không ngờ tới cảnh tượng này, đồng tử co lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Đạo diệt chi kiếp, hắc khí hóa hình, hướng về hai sinh linh còn sống sót trong không gian thời gian này. Và phần lớn mục tiêu trong số đó đều là Tô Bạch tà tính. Lý Phàm dựa vào tu vi chân tiên vô danh trong mộng tưởng, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, duy trì mạng sống không mất. Quan sát Tô Bạch tà tính, khi đối mặt với sự tấn công của bầy thú hóa hình từ luồng hắc khí vô tận này, Tô Bạch tà tính không còn bình tĩnh như trước, mang tâm lý đùa giỡn. Hắn vô cùng cẩn thận, không để bất kỳ con thú hóa hình nào chạm vào thân mình. Giơ tay nhấc chân, từng đàn thú hóa hình lớn bị biến thành hư vô. Nhưng thú triều cuồn cuộn, hắn nhất thời cũng bị mắc kẹt. Tô Bạch tà tính nhíu mày, dường như cảm thấy có chút chán ghét. Lý Phàm chỉ thấy thân hình đối phương gợn sóng như gợn nước. Theo mỗi lần gợn sóng, trong khoảng thời gian này, đều đồng thời xuất hiện một bóng dáng Tô Bạch. Khuôn mặt của bọn họ không rõ ràng như Tô Bạch tà tính. Nhưng Lý Phàm vẫn có thể mơ hồ phân biệt được thần thái của bọn họ. Có người giống như Bạch Tiên Sinh của huyền hoàng giới, Bi Thiên Mẫn Nhân. Có người giống như Lãng Tử, phóng túng không kiềm chế. Có người giống như Thư Sinh, vô dụng, nhu nhược. Có người giống như Đồ Tể, sát khí ngút trời. Mỗi một Bạch Tiên Sinh đều có tu vi giống hệt Tô Bạch tà tính. Hơn nữa tất cả những Tô Bạch này đều giống như bầy thú hóa hình từ hắc khí. Vô tận vô cùng, dưới sự vây giết của quân đoàn Bạch Tiên Sinh, hắc triều diệt thế cũng bị bình định. Nhưng trong quá trình vây giết, bọn họ lại cố tình không động đến Lý Phàm. Dường như muốn giữ mạng Lý Phàm lại cho Tô Bạch tà tính. Nhìn vô số đôi mắt chăm chú nhìn mình, có chế giễu, có mỉa mai, có thương hại. Lý Phàm dứt khoát chọn tự sát, một lần nữa được tái sinh. Ngay cả hắc khí của kiếp đạo nhân cũng không được à. Lần này, Lý Phàm không phản kháng, mà tĩnh lặng suy tư trong hư không. Có lẽ chỉ có kiếp đạo nhân thực sự mới có thể diệt trừ hắn. Đáng tiếc là Lý Phàm không rõ kiếp đạo nhân rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Ảo tưởng không có căn cứ sẽ không có hiệu lực trong không gian di niệm vĩnh hằng này. Suy nghĩ của Lý Phàm chưa kịp lan tỏa thì lại một lần nữa bị Tô Bạch tà tính giết chết. Tiếp theo, trong khoảng thời gian dài, Lý Phàm vừa dùng hết mọi thủ đoạn, cố gắng chống lại Tô Bạch tà tính. Vừa suy nghĩ về cách phá giải, tuy mỗi lần chết trong di niệm vĩnh hằng đều có thể bỏ qua tổn thương đối với thần hồn. Nhưng khi số lượng đạt đến một ngưỡng giá trị nhất định, trong hiện thực, bản tôn Lý Phàm cũng không thể tránh khỏi sự thay đổi. Chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi cuộc thử thách này. Khi giới hạn thần hồn bị cắt giảm đi 1/3, Lý Phàm được tái sinh cảm nhận được sự thay đổi trong mơ hồ. Nhưng hắn không chọn cách trốn thoát ngay lập tức, mà là suy nghĩ nghiêm túc, đưa ra lựa chọn. Thực ra, ta đã sớm biết cách đối phó với Tô Bạch tà tính này. Cho dù luân hồi thêm nhiều kiếp nữa, e rằng khả năng duy nhất có thể chiến thắng này cũng sẽ không thay đổi. Lý Phàm trầm ngâm không quyết, tuy có thể dễ dàng trấn sát bóng dáng Tô Bạch tà tính này, nhưng lại phải mạo hiểm để lộ hoàn chân. Có đáng để mạo hiểm như vậy không? Không biết qua bao lâu, lại một lần nữa chết dưới tay Tô Bạch tà tính. Trước khi chết, nhìn nụ cười đáng ghét của đối phương, Lý Phàm được tái sinh, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên quyết. Đầu tiên, ta tin vào nhân cách của Bạch Tiên Sinh huyền hoàng giới này. Vì chúng sinh thiên hạ, nguyện lấy thân tế đạo, ông ấy không nên đặt bẫy trong di cốt của mình. Hơn nữa, trong mắt Lý Phàm bùng phát ánh sáng chưa từng có. Ta đã thành tiên, không còn là người phàm. Hoàn chân đã ở bên ta lâu như vậy, làm sao có thể bị một di cốt cướp đi được? Trong thế giới thực, bản tôn Lý Phàm đã chuẩn bị hoàn chân bất cứ lúc nào. Trong ảo cảnh di niệm vĩnh hằng, nhìn về phía trước không xa, Tô Bạch tà tính cười dữ tợn bay tới. Lý Phàm thần sắc kiêu ngạo, miệng khẽ ngâm nga. Giả giả thật thật, thật thật giả giả. Tô Bạch tà tính đang bay đột nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sau đó thân hình dần dần nhạt đi, biến mất trước mặt Lý Phàm. Vô cùng kiêu ngạo, nghiền ép vô danh chân tiên, ngay cả trong cơn đại hồng thủy đạo nhân cũng có thể bình an vô sự, cường giả vô thượng Tô Bạch tà tính. Vậy mà lại dễ dàng bị Lý Phàm giết chết chỉ trong một ý niệm. Đây chính là đạo chân giả, không phải là ảo tưởng không có căn cứ.
mà là đại đạo vô thượng thực sự có thể chạm tới. Chỉ là ta còn lâu mới có thể nắm giữ được nó. Trong ảo cảnh, trải nghiệm được cảm giác nắm giữ quyền năng vô thượng. Trong lòng Lý Phàm dâng lên một nỗi mất mát và buồn bã nhàn nhạt. Trên lý thuyết, đã thành công giết chết Tô Bạch tà tính. Không gian di niệm vĩnh hằng dần dần sụp đổ. Trong chớp mắt, trở về hiện thực, Lý Phàm cảm nhận được sự phấn khích no nê truyền đến từ Hoàn Chân. Huyền Hoàng Thiên Tôn, chân ái thế nhân, chết mà sống lại, mang thế Hoàn Chân. Một lát sau, trong đầu Lý Phàm vang lên lời nhắc nhở truyền đến từ Hoàn Chân. Chương 1468, Chân Thiện Bạch Tiên Sinh. Đã mở khóa chức năng đạo nguyên. Đạo nguyên, khi có thể kích hoạt Hoàn Chân thì có thể chỉ định một khu vực đi kèm, cùng nhau trở về trạng thái điểm neo đã định. Hoặc là từ bỏ cơ hội Hoàn Chân lần này, chỉ định một khu vực nào đó, triệt tiêu đạo nhân. Lý Phàm còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về hàm ý của lời nhắc nhở này của Hoàn Chân, vô số ký ức như những ngôi sao lấp lánh, bùng nổ trong đầu anh. Đa số đều chỉ thoáng qua, không phải là những mảnh vỡ liên tục. Nhưng những ký ức chứa trong hộp sọ di niệm vĩnh hằng này thực sự quá nhiều. Giống như di niệm có thể tồn tại mãi mãi này hoàn toàn được tạo thành từ vô số ý niệm khác nhau xếp chồng lên nhau. Tuy thần hồn của Lý Phàm, ý chí kiên cường, không thua gì chân tiên. Nhưng trong vô số mảnh vỡ ký ức như sóng lớn liên tục ập đến này, anh cũng suýt bị lạc mất chính mình. May mắn thay, Hoàn Chân vẫn luôn đứng vững giữa dòng nước, tỏa sáng rực rỡ, không hề thay đổi. Cũng như trong dòng lũ mảnh vỡ ý thức, có một số mảnh vỡ cực kỳ hiếm và lớn nhất. Như ngọn đèn trong sương mù, như ngọn hải đăng trên biển thương mênh mông, như bắc thần được vô số ngôi sao vây quanh. Luôn chỉ đường cho Lý Phàm, đánh dấu phương hướng, để anh không bị lạc đường hoàn toàn. Ý niệm của Lý Phàm từ từ hòa nhập vào ký ức còn sót lại của Tô Bạch. Một thế giới đầy đổ nát, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Giống như luyện ngục, trên mặt đất chất đầy xác chết. Trên trời dưới đất không còn một tiếng động nào, yên tĩnh đến cực điểm. Máu chảy tụ lại thành sông. Từ hình ảnh phản chiếu màu đỏ sẫm, Lý Phàm nhìn thấy khuôn mặt của thân xác này chính là Thiên Y. Chỉ là ánh mắt Thiên Y trong hình ảnh phản chiếu của dòng sông máu tràn đầy vẻ hoang mang, sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy. Một giọng nói vang lên trong đầu. Giọng nói giống hệt giọng của Tô Bạch, nhưng lại tràn đầy tà tính. Thế nào? Còn hài lòng chứ? Những gì ngươi luôn muốn làm, ta đã thay ngươi làm rồi. Khuôn mặt của Thiên Y trở nên dữ tợn, run rẩy, biến trở lại dáng vẻ ban đầu của Tô Bạch. Những gì ta luôn muốn làm? Hắn run giọng, tuyệt vọng chất vấn. Giọng nói của Tô Bạch tà tính, đầy vẻ khinh thường, chẳng lẽ không phải à? Bản là tôn giả của thế giới này nhưng lại chuyển sinh hồn trời đến huyền hoàng giới, toan dùng y thuật khiến huyền hoàng nội loạn, không còn thời gian để lo đến viễn chinh. Ta giúp ngươi làm, chẳng phải giống như vị thiên y kia sao? Chỉ là, triệt để hơn một chút thôi. Ha ha ha. Tiếng cười của Tô Bạch tà tính vang vọng khắp không gian ý thức. Ồ ồ ồ, chính chủ đến rồi. Ngươi xem, biểu cảm trên khuôn mặt hắn, thật khiến người ta vui vẻ. Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi là đồ xúc sinh đáng chết. Cảm xúc tức giận không thể kìm nén được nữa, bùng nổ như núi lửa. Thân thể run rẩy, khí tức lại trở về dáng vẻ của Bạch tiên sinh huyền hoàng giới. Tô Bạch tà tính vẫn tiếp tục gào thét nhưng giọng nói ngày càng nhỏ. Không cần phải tức giận như vậy, những con kiến hôi này dù có chết nhiều hơn nữa cũng chẳng sao. Những gì ta từng thấy còn tàn khốc hơn gấp ức vạn lần. Ha ha ha, còn tàn khốc hơn thế nhiều. Ít nhất ta còn tử tế để lại xác cho chúng. Hơn nữa, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Giọng nói như mũi kêu, không thể nghe thấy nữa. Cảm nhận được bóng dáng Thiên Y đang vội vã chạy đến không xa. Khuôn mặt Tô Bạch đầy vẻ đau khổ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nghiến răng, nhanh chóng bỏ trốn. Trong hư không tối tăm vô tận. Tô Bạch đưa tay chạm vào bức tường cao, phía trước như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tiến lên được nữa. Bức tường cao, trong đầu liên tục truyền đến những suy nghĩ thúc giục, phấn khích, vội vã. Tô Bạch trầm ngâm, lấy di sản của Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, tiên khí do tiên giới ban tặng ra, xếp thành một hàng. Nhiều tiên khí như vậy tự nổ, cộng thêm sự trợ giúp của Huyền Hoàng giới, hẳn có thể giúp ta vượt qua ngưỡng cửa này. Tô Bạch do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cho tiên khí nổ tung. Trong nháy mắt, biên giới tinh hải như cùng lúc mọc lên vô số mặt trời.
thậm chí còn chiếu sáng cả tinh hải trì ám. Chỉ là vô số ánh sáng và nhiệt lượng đều tập trung vào Tô Bạch. Không thấy dung mạo, không thấy rõ thần sắc, chỉ thấy bóng dáng màu trắng chói lọi. Bóng dáng bước về phía trước, như thể biến mất trong không khí, một phần cơ thể biến mất. Nửa chân bước qua sự kìm kẹp của bức tường cao, sắp thoát khỏi tinh hải trí ám bị bức tường bao quanh này. Tô Bạch vẫn luyến tiếc, cuối cùng quay đầu nhìn lại huyền hoàng giới. Ở đó, có quá nhiều chuyện hắn bận tâm. Ngay khi Tô Bạch ngẩn người, bỗng nhiên, trong đầu hắn không hiểu sao lại hiện ra vô số hình ảnh. Mà nội dung trong hình ảnh khiến vị huyền hoàng đại thiên tôn vốn lương thiện này vô cùng chấn động. Xác chết chất thành núi, vô số thế giới bị hủy diệt. Mà kẻ gây ra tội ác tày trời này lại giống hệt hắn. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Bạch cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ chưa từng có. Suy nghĩ nhanh chóng, không chút do dự, thậm chí còn thu lại chân đã bước qua bức tường cao, ánh sáng rực rỡ trên người dần biến mất. Tô Bạch kinh hồn bạt vía, không để ý đến ý thức huyền hoàng giới không hiểu chuyện, đột nhiên phát điên vì sự hối hận vô cớ của hắn. Vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Đang lúc thần sắc hắn liên tục thay đổi, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của chính mình. Giọng điệu và ngữ điệu, nói không nên lời là kỳ lạ. Ồ, ở đây, vậy mà còn giấu một con. Chậc chậc chậc, quả nhiên vẫn ngu ngốc như vậy. Sự thay đổi của ngữ điệu thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ thể của Tô Bạch. Giữa lông mày, khí tức tà ác, điên cuồng lộ ra. Kèm theo đó, ý thức thiên đạo của huyền hoàng giới bám trên người hắn cũng dần mất đi lý trí. Những lời độc ác liên tục tuôn ra. Thiên kiếm tông. Trong kiếm chủng, vô số thanh kiếm đâm thẳng xuống đất. Trên mỗi thanh kiếm đều có một bóng hình lơ lửng. Đây là sau khi trải qua vô số thời gian tôi luyện, kiếm tự sinh linh. Nhưng bây giờ, vô số kiếm linh không biết số lượng đang chống lại cùng một người. Chính là Tô Bạch đang ngồi xếp bằng ở giữa. Vô số kiếm khí ngang dọc, như những con dao mổ, cắt đứt thần hồn, ý niệm của Tô Bạch. Khuôn mặt Tô Bạch vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi, thỉnh thoảng lại thoáng qua một tia đau đớn. Bên rìa kiếm chủng, đại sư huynh Thiên Kiếm Tông, vẻ mặt khó hiểu nhìn cảnh tượng này. Uống từng ngụm, không ngừng uống, chỉ là lần này rượu chảy ra từ bầu rượu không còn là rượu, mà là nước. Không biết qua bao lâu, ùng, một luồng sóng xung kích dữ dội đột nhiên bùng phát từ trên người Tô Bạch. Kiếm chủng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, vô số kiếm linh tan thành mây khói. Tư Đồ Dao nhíu mày. Nhưng bây giờ không phải lúc đau lòng, hắn lóe lên đến bên cạnh Tô Bạch. Thiên Tôn đại nhân, tình hình thế nào rồi? Im lặng trong một thời gian dài. Một lúc lâu sau, giọng nói có phần yếu ớt của Tô Bạch mới vang lên, cắt bỏ toàn bộ phần bị nhiễm trong thần hồn của ta. Đã tạm thời áp chế được, nhưng, như người đó đã nói, làm như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến, vẻ mặt Tư Đồ Dao nghiêm trọng. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch đó không? Đánh cược tính mạng của toàn thể Thiên Kiếm Tông các ngươi. Tô Bạch nhẹ giọng hỏi, Tư Đồ Dao lại uống một ngụm nước trong bầu. Cho dù ở lại đây, diệt vong cũng chỉ là sớm hay muộn. Bọn ta là kiếm tu, có sợ gì cái chết? Hơn nữa, người hắn muốn tìm là ngươi. Lũ kiến hôi như bọn ta chưa chắc đã bị nhắm đến. Trong lời nói, hắn đã đưa ra quyết định. Tô Bạch vẻ mặt nghiêm trang, run rẩy đứng dậy. Dùng thân thể huyền hoàng đại thiên tôn, cúi người hành lễ với Tư Đồ Dao. Tư Đồ Dao thản nhiên nhận lễ. Huyền hoàng giới. Thành Ninh Viễn. Sức sống của con người mạnh mẽ như cỏ dại. Trên đống đổ nát trước đây, giờ đây đã biến thành một thành phố náo nhiệt. Thậm chí còn phồn thịnh hơn cả trước đây. Tô Bạch đi dạo trên phố, trên mặt vừa như an ủi, vừa như tiếc nuối. Cuối cùng, hắn cũng đến được đích đến của chuyến đi này, ngôi nhà nhỏ ban đầu của chính mình. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đây trong quá khứ, Tô Bạch cảm thấy vô cùng xúc động. Nhìn những đứa trẻ đáng yêu ngày nào, giờ đã trưởng thành, trong mắt Tô Bạch lại tràn đầy niềm vui. Không nên tước đoạt hy vọng sống của chúng. Ta nhất định phải chết. Hắn nhẹ giọng nói, hãy để ta làm một việc nhỏ cho thế gian này trước khi chết. Nghịch thiên địa chi lý, chứng minh trường sinh, sự thay đổi kỳ lạ ập đến huyền hoàng giới. Tiên khư, bóng dáng cao lớn như bộ xương đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nằm ở trung tâm của ký tự kỳ lạ. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng. Mà vị chân tiên ngộ đạo này lại không hề hay biết.
Bóng người đó chính là Tô Bạch. Nhưng lúc này, hắn đã thay một bộ đồ đen. Giữa lông mày là sự điên cuồng không thể nói nên lời. Đây chính là thủ phạm gây ra thảm họa cho huyền hoàng giới các ngươi, thậm chí là cả tinh hải này. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ giết chết nàng ngay. Tô Bạch búng tay vào đầu cơ tiên, phát ra tiếng kêu giòn tan. Nhưng vị chân tiên ngộ đạo này lại không hề hay biết. Vẫn luôn đắm chìm trong sự lĩnh ngộ của bản thân. Đáp lại Tô Bạch tà tính là sự im lặng kéo dài. Tô Bạch tà tính cũng không thúc giục, chỉ hứng thú quan sát cảnh tượng trong tiên khư này. Một chữ hư nát, lĩnh ngộ lâu như vậy mà chỉ có trình độ này. Loại hàng này, ta đã giết không biết bao nhiêu rồi. Mà loại rác rưởi ở mức độ này lại có thể mang đến cho các ngươi hàng nghìn năm khổ nạn. Trong giọng nói của Tô Bạch tà tính đầy sự chế giễu. Thiện, ác, trước sự sống còn, có ý nghĩa gì không? Tô Bạch tà tính nhấc chân, liên tục nghiền nát, dẫm đạp lên khuôn mặt của cơ tiên. Thậm chí còn tiến lại gần, quan sát kỹ hơn. Không biết nghĩ đến điều gì, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Còn cơ tiên, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nào, bây giờ tin là ta không nói dối rồi chứ? Những gì nhìn thấy đó đều không phải ảo giác, mà là đã từng xảy ra thật. Sự tàn khốc của hiện thực còn vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Người tốt như ngươi, căn bản không thích ứng được, vẫn nên giao cho ta đi. Coi chân tiên như kiến hôi nhưng đối với Bạch tiên sinh của huyền hoàng giới, Tô Bạch tà tính lại đặc biệt kiên nhẫn. Hắn thao thao bất tuyệt, thậm chí có phần rườm rà khuyên nhủ. Bạch tiên sinh của huyền hoàng giới đột nhiên lên tiếng, ngươi mạnh đến vậy. Tại sao một bức tường cao lại ngăn cản được ngươi? Giọng nói của Tô Bạch tà tính đột ngột dừng lại, đột nhiên dùng sức, dẫm mạnh một cái. Cơ tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất tiên khư bị đá văng ngã nhào. Những sợi xích vàng quấn quanh người hắn kêu leng keng. Tô Bạch tà tính đó hóa ra không phải là ảo tưởng vô căn cứ của Bạch tiên sinh, mà là thực sự tồn tại. Ngay khi ý niệm của bản tôn Lý Phàm đắm chìm trong di niệm vĩnh hằng mà Tô Bạch để lại, cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Tại Bác Phật Thần Tàng Quán, một tia thần niệm phân thân của Lý Phàm dưới sự dẫn dắt của Đế Tam Mô đã đến được sâu trong thần tàng quán trước một di tích kiến trúc trông có vẻ bình thường. Di tích kiến trúc này được đặt cùng với những di tích lịch sử khác của huyền hoàng giới. Dường như không có gì đặc biệt, tiên tôn có biết nơi này không? Vì những cảnh tượng kinh thiên động địa mà bản tôn cảm nhận được trong di niệm vĩnh hằng của Tô Bạch, lúc này hắn có chút bất an. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nơi này, phân biệt một hồi, Lý Phàm hơi sửng sốt. Núi Nam Minh Thánh Thú, hắn nhìn về phía lão già bên cạnh, có chút không chắc chắn hỏi. Tiên tôn thật tinh mắt, Đế Tam Mô gật đầu nói. Nhưng không phải là núi thánh thú của huyền hoàng giới. Nơi này là do ta mang theo từ quê hương, đặt ở đây để bảo quản. Tính đến nay, đã không biết bao nhiêu năm rồi. Trong giọng nói của Đế Tam Mô đầy vẻ thương tang. Lý Phàm nghe vậy, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Đế Tam Mô. Huyền hoàng giới vốn không có yêu thú. Chúng ta là từ một khả năng khác chạy trốn đến đây. Đế Tam Mô không làm người giải đố quá lâu, nói thẳng ra luôn. Thần sắc Lý Phàm hơi chấn động. Tương lai vô hạn, có vô số khả năng. Nhưng không phải khả năng nào cũng có thể kéo dài mãi mãi. Đế Tam Mô khẽ thở dài. Chúng ta sinh sôi nảy nở ở huyền hoàng giới quá lâu, thậm chí đã quên đi quá khứ xa xưa. Nghĩ rằng có thể tiếp tục tồn tại ở nơi này. Nhưng không ngờ rằng nơi đây vẫn đón chào kết cục tận thế. Vì vậy Đế Nhất lại một lần nữa dẫn theo tộc đàn, đạp lên con đường chạy trốn. Nhưng lần này, ta quyết định không đi. Đế Tam Mô lóe lên, tiến vào trong di tích, giống như trở về quê hương trước đây. Tại sao? Phân thân Lý Phàm tò mò hỏi. Cho dù nơi này, tiên khư ngang dọc, tinh hải tiêu điều, có lẽ cũng là một trong số ít những nơi còn tương đối an toàn. Đế Tam Mô cười nói. Tổng hợp lời nói của Đế Tam Mô rồi liên tưởng đến những gì nhìn thấy trong di niệm vĩnh hằng. Lý Phàm nheo mắt, suy nghĩ miên man. Trong di niệm vĩnh hằng của Tô Bạch, bản tôn Lý Phàm tâm thần dao động, trong ký ức của Bạch tiên sinh đã khuất, hắn nhìn thấy Tô Bạch tà tính kia. Rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, chỉ một chút xâm nhiễm đã có thể khiến Tô Bạch ở cảnh giới trường sinh, sở hữu sức mạnh có thể nghiền nát chân tiên. Mà theo sự gia tăng của sự xâm nhiễm, Tô Bạch cũng đã trải nghiệm trong thời gian ngắn sức mạnh thực sự của Tô Bạch tà tính.
thế giới không còn đơn nhất, mà là vô số khả năng cùng nhau phát triển. Tô Bạch đã nhìn thấy, sau khi hắn chết, vô số khả năng ra đời ở huyền hoàng giới. Trong vô số kết cục diệt vong, hắn dường như nhìn thấy con đường sống duy nhất. Vì vậy, Lý Phàm mơ hồ hiểu được lý do tại sao di niệm vĩnh hằng này lại được thiết lập như vậy. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1469, Thiên Y Ngộ Đạo Tử. Bên ngoài tường cao, sự tồn tại của Tô Bạch tà tính thực sự quá kinh thiên động địa. Không chỉ đơn thuần là Tô Bạch tà tính mạnh mẽ mà còn liên quan đến toàn bộ chân tướng của thế gian. Vô số khả năng cùng phát triển. Không, nó hoàn toàn không chỉ đơn giản như thế. Lý Phàm nhìn vô số ký ức của huyền hoàng Bạch tiên sinh đã qua đi, vụt qua như sao băng. Không khỏi lại nhìn về phía bảng điều khiển hoàn chân của mình, thời gian đếm ngược 736 vạn năm. Trong ký ức của Tô Bạch tà tính không chỉ có cảnh giết chóc kinh thiên động địa, còn có hình ảnh tai họa thực sự đáng sợ giáng xuống. Ngay cả với thực lực cường đại không thể lường trước được như Tô Bạch tà tính, trước đại kiếp diệt thế đó, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đó là toàn bộ một đường thế giới sụp đổ trong nháy mắt, kiếp đạo nhân thực sự. Mượn lực lượng di niệm vĩnh hằng của huyền hoàng Bạch tiên sinh, qua mắt của Tô Bạch tà tính, Lý Phàm đã đích thân cảm nhận được sự đáng sợ của kiếp đạo nhân thực sự. Từ huyền hoàng giới, tinh hải chí ám, hang rỗng lớn bên ngoài tinh hải, thậm chí là thế giới tu tiên vô tận, bao gồm cả tiên giới trôi nổi trên biển vô hạn. Thế giới rộng lớn hùng vĩ không thể tưởng tượng, khó có thể nói nên lời này, sự tồn tại của chúng đều sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ diệt vong lặng lẽ mà không có điểm báo nào. Ngay cả khái niệm hư vô cũng không còn tồn tại. Chỉ khi vượt qua đến một khả năng khác trước khi kiếp đạo nhân ảnh hưởng đến bản thân mới có thể may mắn thoát nạn. Vậy nên, thời gian 736 vạn năm này là thời gian đếm ngược cho đến khi tất cả các khả năng đều biến mất, theo tính toán suy diễn của Hoàn Chân. Suy nghĩ của Lý Phàm sôi sục, trong lòng không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Tô Bạch tà tính điên cuồng giết chết bản thân trong những khả năng khác. Sau khi cảm ứng được sự tồn tại của Tô Bạch bên trong tường cao, hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn, chính là muốn Bạch tiên sinh một lần nữa vượt qua tường cao, chủ động quy phục. Xem ra đối với hắn, sự tồn tại của chính mình trong khả năng khác vô cùng quan trọng. Trong ký ức của Tô Bạch tà tính, mỗi lần hắn giết chết bản thân đều đi kèm với cảnh giết chóc kinh thiên động địa. Còn tàn khốc hơn cả những gì đã làm trong thiên pháp giới trước đây gấp trăm lần. Đó là ngay cả thi thể, máu, ký ức cũng không để lại, tràn ngập hư vô vào thế gian. So với những gì Tô Bạch tà tính làm, hành động diệt thế của Lý Phàm chẳng đáng nhắc đến. Là do tính cách của Tô Bạch tà tính như vậy, hay là bên ngoài tường cao, những cường giả cấp độ này đều có phong cách hành sự kiểu đó. Lý Phàm hít một hơi thật sâu. Bất kể thế nào, sự tồn tại của Tô Bạch tà tính đối với huyền hoàng giới thậm chí còn đáng sợ hơn cả kiếp đạo nhân. Ít nhất kiếp đạo nhân vẫn chưa có dấu hiệu sắp xảy ra. Còn nếu như triệu hồi Tô Bạch tà tính bên ngoài tường cao, e rằng tường cao bên trong sẽ ngay lập tức biến thành hư vô. Vì vậy, Bạch tiên sinh chủ động đi tìm cái chết, tạm thời cắt đứt liên lạc với Tô Bạch tà tính. Thậm chí còn sửa đổi ký ức của thiên đạo huyền hoàng đi theo, cũng như tất cả những gì liên quan đến Tô Bạch tà tính trong quá trình truyền thừa khảo nghiệm ở Vẫn Tiên Cảnh. Chỉ lưu lại thông tin quan trọng trong di niệm vĩnh hằng của chính mình. Vô số ký ức phức tạp dần dần nhạt nhòa. Lý Phàm trở về hiện thực, hộp sọ trong tay biến thành những đốm sao, biến mất vào thiên địa. Khoảng thời gian bị Tô Bạch tà tính xâm chiếm, tầm mắt của huyền hoàng Bạch tiên sinh đã vượt ra ngoài khả năng đơn lẻ. Tuy không biết cuối cùng hắn đã nhìn thấy gì, nhưng gần như có thể chắc chắn những thông tin này chính là những gì hắn để lại cho người đến sau. Bất kể dùng phương pháp gì, người có thể vượt qua khảo nghiệm, có thể đánh bại Tô Bạch tà tính trên lý thuyết mới là người duy nhất đáng để ủy thác. Bí mật để Tô Bạch tà tính nhiều lần may mắn sống sót và mạnh mẽ dần lên trong kiếp đạo nhân, trong mắt Lý Phàm lóe lên một tia sáng. Hoàn Chân hấp thụ ý niệm vĩnh hằng của Thiên Dương, thức tỉnh chức năng hóa thân, bắt nguồn từ việc Thiên Dương gần như tu luyện lấy thân hóa vật đến mức cực hạn. Mà lần này thức tỉnh chức năng đạo nguyên cũng là do phương pháp tu luyện của Tô Bạch tà tính. Lý Phàm nheo mắt, đạo nhân, đạo nguyên. Sâu trong bác vật thần tàng quán, di tích núi Nam Minh Thánh Thú. Phân thân thần niệm của Lý Phàm vẫn đang tiếp tục đối thoại với Đế Tam Mô. Tộc quần của chúng ta sẽ không phải lần nào cũng may mắn như vậy.
tình cờ đến thế giới mà núi Nam Minh Thánh Thú đều được bảo tồn nguyên vẹn. Nếu không may, năng lượng được phong ấn trong núi Thánh Thú ở đó đã bị tiêu hao hết trước đó. Vậy thì thực sự là đường cùng rồi, Đế Tam Mô cười ha hả nói. Trước mắt Lý Phàm hiện ra cảnh tượng đã thấy trong đại xoáy liệt giới lúc trước. Đế Nhất dùng thần diện uy nghiêm, lấy ra một chiếc chìa khóa màu đồng cổ khổng lồ từ trong cơ thể con rắn trắng, mở ra năng lượng khổng lồ bên trong núi Nam Minh Thánh Thú. Hóa ra là vật tiêu hao một lần, Lý Phàm nhược hữu sở tư nói. Đế Tam Mô gật đầu, đây cũng là lý do mà ta và một số yêu thú không đi theo. Đế Nhất lại ngầm cho phép, mọi người đều đang đánh cược. Cuối cùng, với đặc tính của tộc quần chúng ta, nếu bên phía Đế Nhất thực sự gặp chuyện bất trắc, toàn quân bị diệt, vậy thì không lâu sau đó, trong số những đàn còn lại, sẽ xuất hiện một Đế Nhất khác. Cho đến nay, tình huống này vẫn chưa xảy ra. Xem ra Đế Nhất lại thắng cược rồi, Đế Tam Mô lại cười. Nhưng ai có thể đảm bảo là sẽ luôn thắng chứ? Lý Phàm hỏi ngược lại, Đế Tam Mô im lặng không đáp. Ngay cả khi nhảy đến một khả năng khác, cũng không thể thoát khỏi. Thật không biết, tai họa đáng sợ như vậy, cuối cùng bắt nguồn từ đâu. Một lúc sau, trong không gian yên tĩnh, Lý Phàm thở dài cảm thán. Tiên nhân, không bằng nghe ta kể một câu chuyện. Đế Tam Mô đột nhiên lên tiếng. Không lâu trước đây, một luồng thần hồn đã trốn thoát từ thiết bị có tên thời đại. Có thể trải qua hàng trăm tỷ lần luân hồi trong thời đại nhưng vẫn luôn giữ được thần trí tỉnh táo, đặc tính thần hồn này xưa nay hiếm thấy. Lý Phàm cũng đã từng luân hồi trong thời đại, nghe vậy không khỏi hứng thú. Nghe có vẻ giống như là vật liệu tốt để chế tạo di niệm vĩnh hằng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bây giờ tình hình của hắn thế nào? Biết Đế Tam Mô không phải người nói bừa, Lý Phàm hỏi. Đã hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian rồi, Đế Tam Mô nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chính là lựa chọn ẩn náu trong di tích này. Năng lượng còn sót lại trong di tích có thể che chở cho thần hồn yếu ớt của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn quá ít, không thể chống đỡ được bao lâu. Hắn lại thà chết chứ không muốn bị ném vào thời đại một lần nữa. Đến khi ta phát hiện ra hắn, hắn đã trở nên quá yếu ớt. Chỉ giúp hắn duy trì sinh cơ thêm một thời gian, cuối cùng vẫn là không thể cứu vãn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian cuối cùng của hắn, ta đã thảo luận với hắn rất nhiều. Dựa theo lời kể ký ức của ta và cả tộc quần, hắn đã đưa ra nguyên nhân dẫn đến đại kiếp diệt thế đáng sợ này. Ồ. Lý Phàm không khỏi chấn động tinh thần, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, thượng tiên cứ coi như nghe cho vui vậy. Đế Tam Mô nhắc nhở như vậy trước tiên, sau đó mới từ từ mở miệng. Mọi người đều biết, trên chân tiên còn có vô danh chân tiên. Vô danh chân tiên hợp với đạo. Từ đó nhân gian không còn thấy ghi chép về họ nữa, không còn dấu vết. Từ xưa đến nay, không ai biết có bao nhiêu người có thể chứng đạo vô danh. Nhưng, Đế Tam Mô vung tay, một bóng hình hư ảo xuất hiện trong di tích phía trước. Vô số dây nhỏ đan xen chằng chịt, chống đỡ cả thế giới. Tuy chứng đạo vô danh cảnh rất khó, xác suất rất nhỏ. Nhưng trước thước đo thời gian vô hạn, nó lại không phải là chuyện hư vô mờ mịt. Mà mỗi khi một vô danh chân tiên ra đời, ngón tay Đế Tam Mô liên tục nhẹ nhàng chạm vào. Đường thẳng đứng trong bóng hình hư ảo phía trước biến mất một đường. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không biết đã qua bao lâu. Lưới trời đất trở nên không còn nguyên vẹn vì sự thiếu hụt liên tục như vậy. Dần dần cong lại, ánh mắt Lý Phàm đột nhiên ngưng tụ. Cuối cùng, lưới trời đất không thể duy trì hình thái của chính mình nữa. Sụp đổ ầm ầm, trời đất sụp đổ. Đế Tam Mô vung tay, bóng hình hư ảo phía trước không còn nữa. Đây chỉ là sự hiểu biết nông cạn nhất của chúng ta, không phải chân tướng gần với sự thật nhất. Có lẽ, mỗi đại đạo của trời đất đều quan trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Ngay cả khi chỉ thiếu vài đại đạo cũng đủ để khiến toàn bộ khả năng sụp đổ. Hoặc là, ngoài việc vô danh chân tiên hợp đạo ra còn có những yếu tố bí ẩn khác khiến đại đạo biến mất vô cớ. Đây mới là đại kiếp diệt thế không thể ngăn cản. Giọng điệu Đế Tam Mô u uất. Trước mắt Lý Phàm lại như nhìn thấy xương chân của vô danh chân tiên được dùng để xây dựng Nam Tiên Thiên Trụ. Có lẽ, chân tướng này đã rất gần với sự thật rồi. Đế Tam Mô tiếp tục nói, chính vì vô số khả năng sụp đổ theo kiểu dây chuyền nên mới khiến việc chúng ta trốn từ khả năng này sang khả năng khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu, ngay cả khi đốt cháy năng lượng của núi Nam Minh Thánh Thú cũng không thể làm được. Nếu ví dụ đơn giản, có thể coi là do vô số khả năng liên tục sụp đổ,
chúng đang trở nên gần nhau hơn. Lý Phàm nghe say sưa, trước mắt hắn dường như hiện ra một bức tranh như thế này. Trong bóng tối, vô số tia sáng đồng thời sáng lên, xếp thành hàng, vô tận. Nhưng đột nhiên, một số trong số chúng bắt đầu biến mất vô cớ trong bóng tối. Dần dần, những tia sáng biến mất ngày càng nhiều. Những tia sáng còn lại, dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kỳ lạ này thì từ từ lại gần nhau hơn. Vì vậy, không thể tránh khỏi, chúng trở nên méo mó, hỗn loạn. Đại đạo diệt vong, đại đạo nghiêng ngả. Lý Phàm liên tưởng đến những gì đã thấy trong ký ức của Tô Bạch Tà Tính, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn hàn ý. Thần hồn này tên gì? Có thể có suy đoán như vậy, cũng không phải là người phàm tục. Tâm thần Lý Phàm dao động. Đế Tam Mô cũng không giấu giếm, tiện tay đánh ra một bóng hình hư ảo. Người này tên là Kiều Tự Đạo. Nửa năm trước, cuối cùng cũng không chịu nổi, hoàn toàn tử vong. Lý Phàm nhìn người trước mặt, đôi mày và đôi mắt đều lộ vẻ kiên định, gật đầu nhẹ. Nửa năm trước à, tường cao, tinh hải trí ám. Thiên Y dường như đã quên lời đe dọa của Lý Phàm, đang toàn tâm toàn ý đắm chìm vào sự cảm ngộ đối với tường cao. Tiến độ của hắn còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng. Có lẽ là trong những năm này, hắn vẫn liên tục thử nghiệm vô số lần. Hoặc là sau khi gặp Lý Phàm, vị chân tiên này tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa tiên và phàm, trong lòng lại dâng lên cảm ngộ thực sự. Tóm lại, trong lòng Thiên Y ẩn ẩn có một linh cảm. Có lẽ khoảng cách để hắn hoàn toàn lĩnh ngộ bí mật của tường cao không còn xa nữa. Ngộ ra sự thật này, vẻ mặt của Thiên Y không khỏi có sự thay đổi tinh tế. Thậm chí hắn còn nghi ngờ về những việc làm của mình trong những năm này. Có lẽ, vị chân tiên kia nói không sai. Nếu như mình một lòng tu luyện, biết đâu đã sớm có cách cứu thiên pháp giới rồi. Ý nghĩ như vậy chỉ thoáng qua. Thiên Y vứt bỏ mọi tạp niệm, một lần nữa đắm chìm vào sự cảm ngộ đối với bức tường vô hình. Trong trường hợp tích lũy đủ, đôi khi đột phá chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một khoảnh khắc trôi qua, hoặc là đã trôi qua hàng triệu năm. Thiên Y đột nhiên thu lại toàn bộ những sợi chỉ vàng phát ra. Hắn mơ hồ như đã khám phá ra bí ẩn của bức tường. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Cảm giác bất an này chỉ xuất hiện khi thiên pháp giới bị tàn sát. Thậm chí trước đó đối mặt với vị chân tiên kia cũng không hề có sự thay đổi như vậy. Cuối cùng, không còn cảm ngộ bí mật của bức tường nữa. Thiên Y theo bản năng muốn tránh xa bức tường. Đột nhiên, hắn như phát hiện ra điều gì, đồng tử đột nhiên co lại. Vị trí bức tường vô hình phía trước vốn không nên có bất cứ thứ gì tồn tại. Cảnh tượng thực sự bị bóp méo vô cớ. Trái tim lại đập mạnh, cảm giác bất an đã đạt đến cực điểm. Một sợi chỉ màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong im lặng, xuyên thủng lồng ngực của Thiên Y. Một hóa thành ngàn, ngàn hóa thành vạn, vạn hóa thành ức. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Thiên Y, biến hắn thành một con rối khôi lỗi bị giật dây. Ý thức của Thiên Y dần trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, cảm nhận được vô số sợi chỉ xuyên qua mình, hắn lại nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Có lẽ là ảo giác, không lâu sau, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Y như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ. Chỉ là không mặc áo trắng mà hắn yêu thích, mà là một chiếc áo choàng dài màu đen, trên mặt không buồn không vui, kẽo kẹt. Đầu của Thiên Y quỷ dị bị vặn xoắn 180 độ, từ trước ngực bị chuyển ra sau lưng. Ánh sáng từ trên người Thiên Y trôi nổi vào trong cơ thể bóng đen xuất hiện kỳ lạ kia. Thi thể của Thiên Y dần trở nên hư vô, trong suốt. Còn bóng đen kia, hoặc là Thiên Y khi còn trẻ thì hơi nhíu mày. Có hiểu không? Tầm mắt của hắn nhìn về phía không xa, nơi có bản thể Lý Phàm. Cùng lúc đó, đang đắm chìm trong bí mật của Tô Bạch Tà Tính bên ngoài tường, Lý Phàm cũng giống như Thiên Y, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác đại nạn sắp xảy ra. Hơn nữa, lần này còn mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Có phải vì kích hoạt di niệm vĩnh hằng của Bạch Tiên Sinh nên bị Tô Bạch Tà Tính bên ngoài tường cảm nhận được không? Trong lòng Lý Phàm vô cùng lo sợ, chỉ suy nghĩ trong chốc lát, không chút do dự, Lý Phàm thầm niệm hoàn chân. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Lý Phàm cũng nhận ra một điều cực kỳ kỳ lạ. Trên bảng hoàn chân của hắn, tuổi thọ tối đa ban đầu là hơn 3 triệu năm, vậy mà lại điên cuồng nhảy loạn. Không phải giảm đi, mà là tăng lên. Chỉ trong khoảnh khắc Lý Phàm chú ý, từ 3 triệu đã nhảy lên thêm hàng chục tỷ. Hơn nữa, còn đang tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chương 1470,
khi giả giả vẫn là thật. Đây là có ý gì? Trong suy diễn của Hoàn Chân, đại kiếp diệt thế liên quan đến vô số khả năng có xu hướng bị đảo ngược. Thầm niệm Hoàn Chân cực kỳ nhanh chóng, đồng thời bảy chữ lớn thật thành giả giả vẫn là thật nổ tung. Trong lòng Lý Phàm tràn đầy nghi ngờ. Sau khi ta chứng được cảnh giới chân tiên, giới hạn tuổi thọ hiển thị trên bảng Hoàn Chân chính là tuổi thọ dự tính của thế gian này. Nhìn thấy đại nạn sắp xảy ra nhưng tuổi thọ dự tính của thế gian này không giảm mà lại tăng. Trong nháy mắt, ngàn vạn ý niệm, giới vực đạo ẩn giáng lâm thế gian. Lấy Lý Phàm làm trung tâm, trong tầm mắt, bên trong tinh hải trí ám, tất cả đều chìm vào màu đen tĩnh lặng. Nhưng khác với lần trước, lần này, trong phạm vi đạo ẩn có thể duy trì hoạt động, ngoài Lý Phàm ra còn có một người. Trong thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, người đó vô cùng nổi bật. Đến mức Lý Phàm gần như trong nháy mắt đã nhận ra và khóa chặt đối phương. Mà người đó dường như cũng đang nhìn về phía Lý Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, thiên, y, tuy ngoại hình, trang phục, khí chất so với thiên y mà hắn quen biết đều có sự khác biệt rất lớn nhưng Lý Phàm vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liên tưởng đến sự tồn tại của Tô Bạch Tà Tính bên ngoài tường cao mà hắn nhìn thấy trong di niệm vĩnh hằng của Bạch Tiên Sinh. Lý Phàm cũng trong nháy mắt phản ứng lại, hiểu ra nguồn gốc của cảm giác khủng hoảng kỳ lạ trong lòng mình. Bên ngoài tường cao, không chỉ có Tô Bạch Tà Tính mà còn có thiên y hắc hóa. Làm sao mà hắn? Bỗng nhiên, Lý Phàm nghĩ đến lời hứa thời hạn ngàn ngày với thiên y bên trong tường cao trước đó. Thiên y bị Lý Phàm uy hiếp tính mạng để đột phá càng nhanh mới bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ đạo lý của tường cao. Tô Bạch Tà Tính còn là Bạch Tiên Sinh nửa bước ra khỏi tường cao mới bị cảm nhận được. Mà trước đó, ta không cảm nhận được có dao động cấp tiên. Còn chưa vượt qua tường cao đã bị thiên y hắc hóa phát hiện. Thực lực của người này còn cao hơn Tô Bạch Tà Tính. Trong đầu Lý Phàm nhất thời hiện lên vô số suy nghĩ. Trong khu vực đạo ẩn tĩnh lặng đen trắng, thiên y hắc hóa vẫn đang bay về phía hắn. Chỉ là dường như rơi vào trạng thái chuyển động chậm. Lý Phàm còn nhìn thấy, ở biên giới tinh hải trí ám, dưới chân tường cao, trường thành tàn giới kéo dài vô tận giống như bị nước lũ ngập trời cuốn trôi, trở nên hỗn loạn, lộn xộn. Mà bức tường vô hình bao vây tinh hải trí ám cũng như bị xông ra một lỗ hổng. Qua lỗ hổng đó, cảnh tượng bên ngoài tường cao ẩn ẩn hiện hiện. Không giống với tinh hải trí ám tiêu điều, bên ngoài tường cao rõ ràng có rất nhiều sinh cơ tụ tập khắp nơi. Nhưng trong lĩnh vực sinh cơ khá thịnh vượng này lại có một đường thẳng trắng xóa cực kỳ không hài hòa, vô cùng đột ngột. Như một con đường thông thiên, đi thông đến nơi không biết xa xăm hơn. Mà ở đây, giống như con đường tận cùng do mãnh hú hồng hoang thái cổ hung hãn ngang ngược tạo ra. Ánh mắt Lý Phàm bị cắt đứt một cách kỳ lạ. Như bị bóng tối cao lớn che khuất, như bị một bức tường cao sừng sững ngăn cách. Không kịp suy nghĩ, cũng không quan tâm đến việc lĩnh ngộ sự vật trong khu vực đạo ẩn. Tâm niệm Lý Phàm xoay chuyển nhanh chóng, thúc giục Hoàn Chân. Bây giờ hắn đã hiểu rõ tại sao giới hạn tuổi thọ thế gian mà Hoàn Chân suy diễn lại đột nhiên tăng vọt. Đây là đang suy diễn cảnh tượng Hoàn Chân rơi vào tay thiên y hắc hóa. Đạt đến thực lực của thiên y hắc hóa hiện tại, có thể cầm Hoàn Chân, cứu vớt đại kiếp thế gian. Lý Phàm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cho rằng sau khi thiên y hắc hóa cướp được Hoàn Chân sẽ giữ lại mạng nhỏ của mình. Giới hạn tuổi thọ trên bảng Hoàn Chân vừa là của thế gian, cũng là của ta. Trong suy diễn không bị tách ra, vậy thì chứng tỏ ta là vật dẫn của Hoàn Chân, rất có thể không thể bị tách ra, mà là bị luyện hóa thành trạng thái pháp bảo giống như diễn pháp giác. Trong lòng Lý Phàm lạnh ngắt, càng thúc giục Hoàn Chân mạnh hơn, thu lại cảnh giới đạo ẩn. Tốc độ thế giới trở về bao phủ bởi màu đen và trắng vượt quá tốc độ thiên y hắc hóa di chuyển trong trạng thái tĩnh lặng. Nhưng điều khiến Lý Phàm bất an là sương mù bên ngoài đạo ẩn không ngừng cuộn trào, chấn động. Dường như có thứ gì đó đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra từ đó. Hoàn Chân, trong lòng Lý Phàm gào thét lần cuối. Cho dù sau khi thiên y hắc hóa có được Hoàn Chân thực sự có thể cứu vớt đại kiếp thế gian, Lý Phàm cũng tuyệt đối không cam tâm tình nguyện dâng Hoàn Chân cho hắn. Hoặc là để thế gian này hoàn toàn diệt vong. Hoặc là để Lý Phàm hắn trở thành vị cứu thế duy nhất này. Muốn hắn hy sinh bản thân, cửa cũng không có đâu. Sương mù trắng cuồn cuộn, cuối cùng nhấn chìm tất cả. Bóng tối vô cùng quen thuộc sắp nhấn chìm Lý Phàm, dây cung căng thẳng từ đầu đến cuối mới cuối cùng được thả lỏng.
ý thức của Lý Phàm rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Không biết đã qua bao lâu, lại giống như chỉ trong chớp mắt. Thiên Y mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, nhìn đôi tay trống rỗng của mình, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Quay đầu nhìn lại dấu vết hủy diệt dài do mình gây ra, mày càng nhíu chặt. Trong nháy mắt, quét qua tinh hải trí ám, thần niệm khi lướt qua chân tiên đang lĩnh ngộ trong tiên khư hơi khựng lại. Thậm chí còn biểu lộ ra chút do dự, sau đó đưa tay, nhấc lên cơ tiên hình đầu lâu. Bay ra khỏi tường cao, xuyên qua đường hầm trắng xóa dài, khi ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường. Thân hình Thiên Y đột nhiên cứng đờ, bàn tay nắm chặt cơ tiên không tự chủ nới lỏng. Ngây người tại chỗ, bóng tối vô biên vô tận bao quanh. Ý niệm của Lý Phàm như trôi dạt trong nước, ở trong trạng thái huyền diệu nửa tỉnh nửa mê. Lúc này Lý Phàm không biết gì, hoàn toàn dựa vào bản năng quan sát xung quanh. Nơi không xa, dường như có một điểm sáng sáng lên. Sau đó, có hàng vạn ánh sao, lần lượt cùng nhau tỏa sáng. Nối thành một đường, xuyên thủng bóng tối, ý thức của Lý Phàm đột ngột rơi về phía đường sáng này. Càng lúc càng nhanh, ánh sáng tràn ngập Lý Phàm, hóa thành vô số bóng sáng, nổ tung ầm ầm. Neo một năm, trung tâm tinh hải trí ám. Phù. Giống như người chết đuối, khó khăn vô cùng mới thò đầu lên khỏi mặt nước, theo bản năng hít thở từng ngụm lớn. Lý Phàm vẫn còn đắm chìm trong kiếp trước, áp bức vô tận do thiên y hắc hóa mang lại. Khi loại cảm xúc kinh hoàng này dần tan biến, trong đầu Lý Phàm mới mơ hồ hiện ra hình ảnh kỳ diệu về một đường trắng sáng lên trong bóng tối vừa rồi. Mỗi lần hoàn chân trở về điểm neo ban đầu đều là thời điểm tốt nhất để lĩnh ngộ chân giả chi biến. Lý Phàm cưỡng ép đè nén mọi tạp niệm trong lòng, cảm ngộ uy lực vô thượng của hoàn chân. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh đường trắng đó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, mãi không tan. Mà khi nhìn chằm chằm vào quá trình vô số điểm sáng trong bóng tối kết nối với nhau, mức độ cảm ngộ của Lý Phàm đối với chân giả chi biến trong lòng càng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lý Phàm không hỏi nguyên do, chỉ thuận theo tự nhiên, đắm chìm vào đó. Lâu lắm sau, khi hình ảnh trong đầu kia tan biến trong bóng tối, hắn mới đột ngột mở mắt ra. Dạ, vẫn là, thật, Lý Phàm chậm rãi nói ra ba từ này. Trải qua nhiều lần mô phỏng hoàn chân, từng lần tận mắt trải nghiệm chân giả chi biến. Lúc này, Lý Phàm cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của bảy chữ lớn luôn đi kèm với hoàn chân. Thật thành giả, có lẽ chính là chỉ kiếp nạn đạo nhân ảnh hưởng đến mọi khả năng. Vô số tuyến thế giới trong nháy mắt từ thật thành giả, diệt vong, biến mất không thấy. Không phải là cái gọi là hư vô, mà là về mặt khái niệm, không tồn tại, giả. Giả vẫn là thật, ý chỉ. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Lý Phàm có chút hoảng hốt. Sức mạnh to lớn của hoàn chân lại có thể tùy ý tạo ra khả năng mới trong thời không giả tạo bị kiếp nạn đạo nhân nuốt chửng. Điều này, tuy đã nhiều lần suy đoán về giới hạn trên của chân giả chi biến của hoàn chân nhưng lúc này, Lý Phàm vẫn bị những gì mình nhận thức được làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chờ đã, có lẽ không chỉ có vậy. Đột nhiên, Lý Phàm dường như nghĩ đến điều gì đó, không kịp chờ đợi mở lại giao diện hoàn chân. Không quan tâm đến bốn lời nhắc chọn kế thừa hiện ra, Lý Phàm chăm chú nhìn vào cột giới hạn tuổi thọ của mình trên bảng hoàn chân, 736.5864 năm 13 ngày và 7 giờ. Các bạn vừa nghe xong tập 147 của bộ truyện Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.